Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện tiên giả của tác giả Vong Ngữ. Tập 32. Chương 311, ân công. Ha ha, trước đó không lâu bận chút việc vặt, thật không thể rời thành một thời gian. Không nói chuyện này, Thẩm trưởng quỹ, ta giới thiệu cho ngươi, đây là Viên Minh đạo hữu, có chút giao tình với ta. Thôi Vũ Nhiên nói. Hóa ra là Viên tiền bối, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Tiền bối quang lâm tiểu điếm là mua đan dược sao? Đã là thôi tiền bối giới thiệu, ta giảm 10% giá cả cho ngài, mong ngày sau tiền bối chiếu cố đến sinh ý tiểu điếm ta. Thẩm trưởng quỹ nghe vậy lập tức chắp tay với Viên Minh. Thôi Vũ Nhiên nghe thấy thẩm trưởng quỹ chủ động chiết khấu, cảm giác đầy thể diện, lập tức vui vẻ ra mặt. Viên Minh thấy vậy cũng không khách khí, nói thẳng, đã như vậy. Không biết trong cửa tiệm của thẩm trưởng quỹ có bao nhiêu nham tu đan, ta muốn mua một số lớn. Ồ, nham tu đan. Viên đạo hữu có biết tác dụng phụ của đan dược này không? Đừng mua quá nhiều. Thôi Vũ Nhiên sửng sốt, mới nhắc nhở. Ai, cảm ơn thôi đạo hữu đã có lòng nhắc nhở, tại hạ làm sao không biết tác dụng phụ của nham tu đan chứ? Chẳng qua trong túi có chút khó khăn, tính đi tính lại đành phải mua đan dược này tu luyện. Viên Minh cười khổ nói rõ. Vẻ mặt khá cô đơn. Thôi Vũ Nhiên thấy vậy, môi chợt nhúc nhích, tựa như nhớ ra chuyện thương tâm nào đó, trong lúc nhất thời lại không phản bác được. Thẩm trưởng quỹ thấy vậy bèn hòa giải, Viên tiền bối yên tâm, bổn điếm có không ít nham tu đan, nếu ngài muốn mua, cứ 160 linh thạch một lọ là được. Viên Minh gật gật đầu, báo đủ số lượng mình dùng để tu luyện một năm, thẩm trưởng quỹ nghe xong liền vội vàng đi thu xếp. Mà sau khi thẩm trưởng quỹ rời đi, Thôi Vũ Nhiên bỗng thở dài một tiếng nói, ai, Viên đạo hữu hiện tại quẫn bách như vậy sao, ta nhìn mà đau lòng. Vậy đi, cách đây không lâu ta có nhận được một nhiệm vụ từ Tán Minh sẽ thu được đại lượng đan dược, tuy nhiệm vụ này có độ khó cao nhưng thù lao lại cực kỳ phong phú. Tán Minh lại chỉ định chọn người đáng tin, không muốn thông cáo ra bên ngoài. Nếu Viên đạo hữu nguyện ý, ta có thể dẫn tiến giúp ngươi, cùng chia một chén canh. Kính xin thôi đạo hữu nói tỉ mỉ. Viên Minh giả bộ động tâm. Là như vậy, trước đó không lâu người ta phát hiện phụ cận thành Hãm Sa có một sào huyệt hỏa hầu tích, bên trong không ít con đạt cấp 2 thượng giai. Nhiệm vụ của chúng ta là phá hủy toàn bộ sào huyệt này. Sau khi thành công, mỗi người tham dự đều được chia ít nhất 8 bình tứ linh đan hoặc là linh thạch tương đương. Thôi Vũ Nhiên nói. Viên Minh có chút kinh ngạc, mức thù lao này với hắn không đáng nhắc tới nhưng với tán tu bình thường mà nói, lại kết hợp với giá cả hàng hóa nơi đây thì đã vô cùng phong phú rồi. Trước mắt hắn thật sự thiếu đan dược nhưng lại không thiếu linh thạch, bởi vậy sau một lúc đang làm bộ xoắn xuýt hắn mới lắc đầu nói, thật có lỗi, thôi đạo hữu, thực lực Viên mỗ có hạn, chỉ sợ khó chống đỡ được một đám yêu thú cấp 2, không nên đi, theo làm phiền đến thôi đạo hữu. Nghe vậy, Thôi Vũ Nhiên biết có lẽ Viên Minh chướng mắt nhiệm vụ này, mặt lộ vẻ thất vọng. Y chỉ khuyên thêm vài câu, thấy thái độ Viên Minh rất kiên quyết bèn tạm thời bỏ qua. Chỉ đưa cho hắn một tấm truyền tấn phù nói nếu đổi ý vẫn có thể đến tìm y. Viên Minh gật gật đầu nhận lấy truyền tấn phù. Lúc này thẩm trưởng quỹ cũng đã mang theo nham tu đan về. Viên Minh kiểm tra sơ lại, mới nói tạm biệt Thôi Vũ Nhiên, rời khỏi Xuân Phong Đường. Sau khi trở lại nơi ở, Viên Minh cũng không để tâm đến chuyện đã phát sinh ở Xuân Phong Đường, bắt đầu tu luyện như thường lệ. Chỉ có điều khi hắn chuẩn bị hấp thu nguyện lực tu luyện thần hồn, chợt phát hiện bên ngoài Thâu Thiên Đỉnh lại có thêm một tầng nguyện lực nồng đậm. Tầng nguyện lực này khác hẳn với nguyện lực vốn có của hắn, rất thuần hậu lại tựa hồ như bắt nguồn ở một nơi khác. Viên Minh dẫn nguồn nguyện lực này vào phân hồn. Lúc luyện hóa, hắn mơ hồ cảm nhận được một cảm xúc phức tạp ẩn chứa cảm kích, cầu nguyện cùng cầu khẩn. Cùng lúc đó, hắn cũng cảm ứng được vị trí chủ nhân của nguồn nguyện lực này, là ở một gian phòng phía đông thành. Viên Minh cư trú chỉ một thời gian ngắn trong thành Hãm Sa nhưng cũng biết sơ sơ về bố cục trong thành. Ngoại trừ chuyện khác nhau giữa nội thành và ngoại thành còn phân chia từng khu vực bất đồng. Ví dụ như có phường dành cho trụ sở của Tán Minh, phường dành cho cửa hàng buôn bán. Mà vị trí của nguồn nguyện lực này lại là phường Hắc Thổ vô cùng nổi danh nơi ngoại thành. Nơi đó không có tu sĩ nào nguyện ý ghé qua, cũng chỉ có dân chúng phàm nhân nghèo rớt mùng tơi ở lại mà thôi. Viên Minh cảm thấy hiếu kỳ bèn phái hồn nha ra ngoài, tiến đến tìm hiểu nguồn nguyện lực kia.
một đôi chân mang giày vải cũ nát đạp xuống mặt đất đen bẩn thỉu. Hồ Cát cầm theo một cái túi vải đi bộ trên phố, cẩn thận từng ly từng tí lách qua đống rác rưởi rải rác khắp mặt đường xen lẫn với mùi hôi thối ẩm ướt nồng nặc. Hai bên đường là những ngôi nhà với vách tường đất vàng cũ nát. Trên giữa là những vách ngăn tạm bợ làm từ vải rách cùng đá vụn ngăn cách ngôi nhà vốn không tính là rộng rãi gì thành 10 gian phòng nhỏ hẹp. Dây phơi quần áo chi chít treo ngang dọc khắp đường phố, nối liền phòng ốc hai bên. Nước đen nhàn nhạt bẩn thỉu từ các loại quần áo phía trên nhỏ giọt xuống, rơi trúng người đi đường bên dưới, lại vang lên một tràng mắng chửi. Trong một con hẻm nhỏ bên tay trái của Hồ Cát, có ba đứa trẻ đang lén lút đứng nơi góc tường, rồi phóng uế ngay phía đối diện một cánh cửa phòng. Nháy mắt sau, cửa phòng đột ngột mở ra, chủ nhân của gian phòng đó không hề hay biết đi ra ngoài, một chân dẫm phải uế vật. Khi gã thấy rõ là chuyện gì, nhất thời mặt đỏ lên, đầy phẫn nộ vung tay đuổi theo đám trẻ. Gian phòng bên tay phải của Hồ Cát có hai phụ nhân quần áo rách tả tơi đang cãi nhau, đan xen giữa từng lời nói chỉ ra. Nguyên nhân sự tình là đủ loại từ ngữ tục tĩu, tựa hồ như có người mặc nhầm quần áo của người kia. Phường Hắc Thổ hôm nay vẫn ồn ào như mọi ngày. Hồ Cát không vì cảnh tượng đã quá quen thuộc này mà lưu lại lâu hơn, chỉ rảo bước nhanh chóng đi về phía trước, vào bên trong gian phòng ở của mình nằm sâu trong phường Hắc Thổ. Y trà trộn trong thành Hãm Sa đã nhiều năm, làm việc trong thương đội cũng tích góp được chút ít nên đã thuê được gian phòng đầy đủ không bị ngăn cách, chỉ có y và thê tử cùng con gái sinh sống. Đãi ngộ thế này cũng đã thuộc vào hàng thượng đẳng trong phường Hắc Thổ rồi. Vừa vào phòng, y liền nhìn thấy con gái 6 tuổi của mình đang ngồi giặt quần áo trong phòng. Bàn tay nhỏ bé non nớt bị nước ngâm đến nhăn nhúm, thấy vậy Hồ Cát đau lòng một chặp. Hồ Cát thả túi vải trong tay ra, đi qua cầm chậu quần áo của con gái, vừa giặt vừa hỏi. Mẹ con đâu? Làm sao lại để con làm vất vả như vậy? Mẹ! Mẹ vừa mới ngã bệnh, con không muốn mẹ mệt nên giúp đỡ một tay, cha đừng có trách mẹ. Tựa hồ nghe ra trong lời Hồ Cát mang theo chút ít trách cứ, con gái y rụt rè giải thích. Hồ Cát vội vàng buông quần áo xuống, đứng lên hỏi, lại bị bệnh sao? Thuốc mua hôm trước đâu? Con có cho mẹ uống chưa? Có cho, nhưng mẹ nói lần này không tính quá nghiêm trọng, thuốc đắt tiền nên tiết kiệm một chút. Con gái y nói, nghe vậy, Hồ Cát lập tức nhíu chặt hàng mày, nhanh chóng bước vào trong phòng. Y xốc mảnh vải cửa phòng lên, quả nhiên thấy thê tử đang nằm ngủ trên giường. Dáng vẻ thê tử gầy yếu vô cùng, tứ chi như que củi, tóc sơ xác như cỏ khô, mặt mày héo vàng nhưng thể không còn huyết sắc, lại xen lẫn từng đốm nâu xanh lấm tấm càng thêm kinh người. Nàng nghe thấy Hồ Cát đi tới bèn gắng sức nghiêng đầu nhìn ra cửa, ánh mắt đục ngầu mang đầy vẻ ngạc nhiên. A Cát, làm sao hôm nay về sớm vậy? Thương đội bên kia còn chưa tìm đủ nhân thủ nên bọn họ bảo ta tạm về trước chờ tin tức. Mà ngươi à, không phải ta đã nói không được tiết kiệm tiền bạc, bệnh là phải mua thuốc uống. Vì sao lại không chịu nghe lời ta? Hồ Cát vừa lải nhải, đồng thời đưa tay lấy ra một cái hộp gỗ dưới bàn đặt cạnh giường. Y mở hộp gỗ ra, ánh mặt chợt nheo lại nhưng nhanh chóng khôi phục vẻ điềm nhiên như không có gì, lấy một viên dược hoàn đen xì ra, đứng dậy ra chum nước múc một chén nước. Nước trong chum cũng không trong suốt mà mang theo màu xanh biêng biếc, cũng có một mùi lạ thoang thoảng, người thường gặp phải tuyệt sẽ không tùy tiện uống vào. Nhưng đây lại là thứ nước duy nhất mà dân chúng trong phường Hắc Thổ có thể dùng đến, được lấy từ giếng trong phường, phầu sâu dưới đáy giếng thông thẳng đến sông ngầm dưới mặt đất. Chất lượng nước tệ hại nên các tu sĩ trong thành mới không thèm dùng, chỉ những phàm nhân mới sử dụng. Hồ Cát đỡ thê tử mình dậy, cho nàng uống thuốc. Thấy vẻ mặt nàng lại tệ hơn trước kia không ít, y càng thêm lo lắng, lại sợ thê tử mình phát hiện ra nên không dám biểu lộ ra bên ngoài. Tiếp đó, y an ủi thê tử vài câu rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng ngủ, đi tới trước bàn thờ trong phòng chính. Trên bàn thờ có một tấm bài vị ghi ba chữ Hắc Hà Thần được chế tác vô cùng tinh tế, hơn nữa còn trang trí không ít hoa văn bên trên. Hồ Cát quét mắt qua bài vị, tiếp theo cầm túi vải lúc nãy y bỏ bên cửa, lấy ra một tấm bài vị hoàn toàn mới đặt lên bàn thờ. Trên bài vị mới này có bốn chữ Ân Công Viên Minh, được chế tác không đẹp bằng tấm bài vị thờ Hắc Hà Thần nhưng nhìn qua vẫn biết y dụng tâm không ít. Hồ Cát đặt bài vị xong, tiếp theo liền quỳ xuống trước bàn thờ, cung kính dập đầu ba cái, lại cúi đầu cầu nguyện một hồi. Sau đó y mới chui xuống bên dưới bàn thờ, mở một cái hốc ẩn ra,
lấy một túi vàng bạc nhỏ giấu vào trong ngực. Sau đó y dặn dò con gái vài câu mới xoay người đi ra khỏi nhà. Không lâu sau, y mang theo vàng bạc cất giấu đi tới trước một căn nhà hai tầng, do dự một lát, tiến lên gõ cửa. Ai vậy? Ôi, không phải là Hồ Cát huynh đệ sao? Ban ngày ban mặt tới đây làm gì? Một nam nhân mập mạp mở cửa, nhìn nhìn Hồ Cát hỏi. Hồ Cát cúi đầu đáp, thần sứ đại nhân, ta tới mua thuốc. Nghe vậy, ánh mắt gã mập sáng lên, trên khuôn mặt đầy thịt mỡ nặn ra vài phần tươi cười. Mua thuốc à? Vậy dễ nói, chẳng qua gần đây nội thành quá nhiều người bị mắc bệnh thanh độc, thuốc mà Hắc Hà thần ban cho không đủ dùng, giá tiền cũng bởi vậy mà đắt hơn trước kia không ít. Hồ Cát hít sâu một hơi, khẽ cắn môi, thần sứ đại nhân yên tâm, lần này ta mang theo không ít bạc đến. Nói xong, y đưa túi bạc cất giấu ra. Nam nhân nhận túi tiền, ước lượng, mặt lộ ra vẻ tươi cười hài lòng để cho Hồ Cát vào phòng. Chương 312, Minh Nguyệt Thần. Hồ Cát lách người qua gã mập kia đi vào trong phòng, mắt vô thức quét qua phòng một lượt. Trong phòng nhìn qua không có trưng bày xa hoa lại lộ ra một cảm giác thần bí. Sát vách tường có một pho tượng thần cao cỡ hai người, điêu khắc một nam tử thần bí mặc áo bào đen, mặt mũi lại bị mũ trùm che khuất không thể nhìn rõ được. Trong phòng còn có không ít người mặc trường bào đen, có nam có nữ, trước ngực có hình thêu ba sợi tơ hình thù gợn sóng như một biểu tượng chứng minh thân phận tín đồ Hắc Hà thần của bọn họ. Hồ Cát đứng trong phòng nghe những lời cầu nguyện của bọn họ, trong lòng chợt thấy bực bội. Chỉ là rất nhanh, gã mập cầm túi tiền của y đã đi ra khỏi buồng trong, tay còn cầm theo một cái hộp gỗ. Hồ Cát nhận hộp gỗ, đếm sơ qua phát hiện thuốc bên trong ít hơn gần một nửa so với trước kia, nhất thời một cỗ lửa giận xông thẳng lên đỉnh đầu. Chỉ là khi y ngẩng đầu, đã thấy bên người gã mập mạp đã xuất hiện thêm vài tên to con mặc áo bào đen. Hồ huynh đệ, đây chính là phần thưởng của Hắc Hà thần, ngươi nên cẩn thận thu về, bằng không nếu mạo phạm. Hắc Hà thần, ngươi giáng thần phạt xuống, ta không thể bảo vệ được ngươi đâu. Gã mập cười cười khẽ nhìn Hồ Cát, cố làm ra vẻ. Thấy vậy, Hồ Cát chỉ có thể đè lửa giận xuống, nói, xin hỏi thần sứ, Hắc Hà thần ban thưởng thuốc xuống đắt như vậy, thật sự có thể chữa khỏi được chứng bệnh thanh độc sao? Vợ ta uống thuốc lâu như vậy sao còn chưa khỏi bệnh? Lớn mật, ngươi dám chất vấn Hắc Hà thần. Thê tử ngươi không khỏi bệnh là do mụ không đủ thành kính. Ngươi về bảo mụ ta tụng nhiều kinh văn Hắc Hà thần lên, dược hiệu hiển nhiên sẽ mạnh mẽ hơn, bớt ở đây quấy phá đi. Gã mập hừ lạnh một tiếng, vung tay lên. Mấy gã to con bèn cạnh liền kéo Hồ Cát ra ngoài. Hồ Cát bị bọn họ đẩy ngã dúi ra bên ngoài, chật vật lắm mới bảo vệ được hộp gỗ trong tay. Mà khi y đứng dậy, cửa chính của căn nhà kia đã đóng cửa rồi. Thấy vậy y chỉ đành đứng dậy, xoay người trở về nhà. Cùng lúc đó, bên phía trên nóc nhà, một con hồn nha cũng đã thu hết mọi chuyện vào trong mắt. Thấy Hồ Cát rời đi, nó bèn vỗ cánh, cả người hư hóa chui xuống dưới mặt đất, nhanh chóng biến mất không còn dấu vết. Bởi vì lúc nãy thê tử đã uống thuốc rồi nên về nhà, Hồ Cát để hộp gỗ qua một bên, bắt đầu làm việc nhà. Chẳng qua trong lòng y bất giác đã nảy sinh nghi ngờ với Hắc Hà thần, đồng thời xen lẫn trong đó còn có chút oán hận không miêu tả rõ được. Chẳng qua trước mắt ngoại trừ việc tin tưởng Hắc Hà thần ra thì y cũng không có cách nào khác. Có thuốc uống còn đỡ hơn không có. Đến lúc y đã ngơi tay, đem quần áo đã giặt xong ra ngoài phơi. Lúc quay vào nhà chợt bất ngờ thấy có một nam tử mặc trường sam trắng đang nói chuyện với con gái mình. Thấy vậy, Hồ Cát thầm rùng mình, vội vàng đi lên muốn chắn trước người con gái mình. Nhưng sau khi nhìn thấy dung mạo nam tử kia, y nhất thời sửng sốt. Ân công. Viên Minh cười cười gật đầu với y, nhiều ngày không gặp, nhìn ngươi đầy sức sống như vậy ta cũng yên tâm. Hồ Cát kích động quỳ xuống trước người Viên Minh, lúc trước tiểu nhân có mắt như mù, trên đường đi đã có nhiều bất kính với ân công. Đa tạ ân công khoan hồng độ lượng, không chỉ không so đo mà còn cứu tiểu nhân thoát khỏi hắc phong. Đại ân đại đức này tiểu nhân không biết báo đáp làm sao, đành nguyện làm trâu làm ngựa. Phàm là ân công phân phó tiểu nhân tuyệt không chối từ. Minh lặng lặng nhìn Hồ Cát, khóe miệng vẫn mang theo một nụ cười nhàn nhạt. Hồ Cát đúng là người thông minh. Y vô cùng rõ ràng, Viên Minh là tu sĩ, sẽ không vô duyên vô cớ tới tìm mình. Cho nên mới vừa gặp mặt, y đã biểu đạt cảm kích với mình, cùng với tâm ý tình nguyện làm việc cho Viên Minh. Hôm nay ta tới tìm ngươi, là muốn giúp ngươi.
Viên Minh nói xong bèn đi thẳng tới bàn thờ, khép hai ngón tay làm dao, cầm bài vị xóa dòng chữ Hắc Hà Thần trên bề mặt đi, lại viết xuống ba chữ mới, Minh Nguyệt Thần. Từ nay về sau, ta muốn ngươi lấy danh nghĩa Minh Nguyệt, thần truyền giáo trong thành này. Số lượng tín đồ càng nhiều, ngươi sẽ càng được thưởng nhiều hơn. Sau này khi đạt được số lượng lớn, ngươi muốn bước lên tiên lộ cũng không phải là chuyện không thể. Viên Minh nói vậy. Hồ Cát không chút do dự, cần tuân chỉ thị của ân công, từ nay về sau tiểu nhân sẽ toàn lực ứng phó để không phụ kỳ vọng của ân công. Chẳng qua là, tiểu nhân vẫn còn một chuyện hy vọng ân công có thể trợ giúp. Viên Minh nói thẳng, là chuyện muốn ta chữa khỏi bệnh cho phu nhân ngươi. Ân công liệu sự như thần, quả thật tiểu nhân có ý đó. Chẳng qua việc này tiểu nhân không chỉ xuất phát từ việc tư của mình, mà còn suy nghĩ vì chuyện truyền giáo cho ân công nữa. Nói thử xem sao. Viên Minh nhìn Hồ Cát, trong lời nói mang theo chút ý tứ kiểm tra. Lúc trước tiểu nhân từng nói qua với ân công. Phàm nhân nơi sa mạc Hắc Phong hỗn tạp, lại nằm giữa giao giới hai nước Tần Triệu và Bắc Mạc, nên trong mỗi tòa thành đều có đủ dân chúng Bắc Mạc cùng dân chúng hai nước Tần Triệu. Tại hạ là người Triệu Quốc, còn vợ tiểu nhân là người Bắc Mạc, người Trung Nguyên không có thói quen tín ngưỡng giáo phái nào, còn người Bắc Mạc thì đa phần đều có tín ngưỡng. Bởi vậy muốn truyền bá tân giáo, khó khăn không ít. Hồ Cát biết rõ Viên Minh đang kiểm tra ánh mắt và năng lực phán đoán của mình, bởi vậy cũng không dám giải thích qua loa. Huống hồ, phàm nhân trong sa mạc Hắc Phong đều là nô bộc tu sĩ, dù tầm mắt có hạn nhưng cũng sẽ không vì thấy mấy thuật pháp thông thường sẽ quỳ lại. Muốn có được tín ngưỡng của bọn họ nhất định phải thật sự giải quyết được vấn đề bọn họ gặp phải. Mà gần nhất trong thành hãm sa này, phàm nhân đang phải đối mặt với chứng thanh độc, cũng là chứng bệnh mà vợ tiểu nhân cũng mắc phải. Chỉ cần có thể giải quyết được chứng bệnh này, có lẽ sẽ đạt được tín ngưỡng dễ như trở bàn tay. Nghe vậy, Viên Minh hỏi, những lời ngươi nói là chuyện Hắc Hà Thần kia đang làm. Đúng vậy, Hắc Hà Thần chỉ mượn việc này làm giàu cho tân giáo. Lúc này đang dựa vào buôn bán thần dược lấy được đại lượng tín đồ. Chỉ cần ân công có thể dạy tiểu nhân chế tạo dược liệu có hiệu quả tốt hơn là đã mời chào toàn bộ tín đồ của họ thu vào trong túi. Hồ Cát gật gật đầu nói, chuyện này ngươi không cần lo lắng. Thuốc kia của bọn họ chẳng qua chỉ là bùn đất vo viên, không có lấy một tia linh khí dao động, chỉ có thể lừa gạt người khác. Ngươi lấy đan dược trong bình này hòa với nước, thành nước thuốc phân phát ra bên ngoài. Hiệu quả so với bọn họ tốt hơn gấp trăm ngàn lần. Viên Minh lắc đầu, lấy ra một bình giải độc đan hạ phẩm, đặt lên bàn. Hồ Cát mừng rỡ, vội vàng đứng dậy cầm lấy đan dược, nói với Viên Minh một câu rồi vội vã đi vào trong phòng ngủ. Viên Minh lơ đãng nơi đó, không theo vào. Hắn tùy ý đảo mắt nhìn quanh gian phòng. Mà lúc này, con gái Hồ Cát lại dùng hai tay bưng một bát nước đi tới trước mặt Viên Minh, dùng một giọng điệu giòn tan nói. Ân công, mời uống trà. Nàng mới 5-6 tuổi, còn không rõ thân phận tu sĩ của Viên Minh, lại thấy phụ thân của mình cũng cung kính như vậy nên vô thức dùng đạo đãi khách ngày xưa dâng trà lên cho Viên Minh. Viên Minh bị cô bé ngoan ngoãn này đả động, bèn cúi đầu nhìn nước trà trong chén, lại dở khóc dở cười. Trong chén chỉ là mấy lá trà vụn trôi lơ lửng trên mặt nước xanh nhạt, hơi nóng bốc lên không mang theo hương trà mà lại mang theo mùi chua chua. Viên Minh đã bao giờ uống loại trà thế này qua đâu. Nhưng nhìn ánh mắt chân thành của cô bé, chút mềm mại còn tồn tại trong lòng bị lay động, không đành lòng từ chối đánh khẽ nhấp một miếng xem như là đã uống. Nhưng mà nước trà này vừa vào bụng, Viên Minh lại đột nhiên nhướng mày, giơ tay lên gọi Hoa Chi đi ra. Cô bé thấy đột ngột có một con quái vật bằng dây mây hiện ra trước mặt mà trở nên kinh sợ, sau đó lại cả gan sờ lên cánh tay Hoa Chi, mặt đầy hiếu kỳ. Viên Minh không để ý đến việc này mà đưa chén trà đến trước mặt Hoa Chi nói, ngươi xem một chút, độc trong trà này là đến từ đâu. Hoa Chi nhận lấy chén trà, dùng tay dính nước trà một hồi, lại vân vê lá trà bên trong, rồi nuốt vào bụng. Không bao lâu nó đã có kết luận, chủ nhân, trong nước có độc. Viên Minh gật gật đầu. Đúng lúc này, trong phòng ngủ vang lên tiếng hoan hô kinh hỉ, tiếp đó là Hồ Cát dắt díu lấy thê tử đi ra ngoài. Mà những nốt lấm tấm xanh trên mặt thê tử y đã nhạt đi trông thấy. Ân công, đây là... Hồ Cát ngẩng đầu liền nhìn thấy Hoa Chi, lập tức cả kinh. Đây là đồng bọn của ta, trước hết khoan để ý tới đã. Ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi, nước trong nhà ngươi, từ đâu tới? Đã từng bỏ cái gì trong này? Hoặc là có người nào từng tiếp xúc qua? Viên Minh hỏi.
Hồ Cát suy nghĩ một lại mới lắc đầu, nước này hàng ngày múc trong giếng ra, tuy mùi vị không ra gì nhưng vẫn còn sử dụng tạm. Mỗi nhà đều tự đi múc về, không tiếp xúc với cái gì, cũng không nói tới có bỏ thứ gì vào. Giếng nước ở đâu? Dẫn ta qua. Viên Minh phân phó nói. Hồ Cát gật gật đầu, đỡ thê tử ngồi xuống, sau đó lập tức dẫn đường đưa Viên Minh đến chỗ giếng nước. Rất nhanh, Viên Minh đã tới giếng nước. Hắn thả hồn nha đi dọc xuống miệng giếng tìm hiểu. Nhưng mà một đường đi xuống giếng nước, Viên Minh lại phát hiện đáy giếng liên thông với sông ngầm dưới mặt đất, nước chảy chỗ đó lại vô cùng đục ngầu, căn bản không nhìn rõ thứ gì bên trong. Viên Minh suy tư một lát, bèn quyết định dùng huyễn thuật che lấp, thả hoa chi chui vào giếng nước, đi xuống sông ngầm, nghĩ cách tìm ra ngọn nguồn của chất độc trong nước giếng. Lúc này hoa chi lĩnh mệnh chui xuống dưới đất, nhắm hướng sông ngầm mà đi. Mất hơn nửa ngày, hoa chi mới tới sông ngầm. Bởi nước sông đục ngầu che kín tầm nhìn, hoa chi không cách nào phân biệt phương hướng, lại có thể cảm nhận được hướng lưu động của độc tố trong nước sông bèn ngược dòng mà đi lên ngọn. Nguồn độc tố. Không bao lâu, hoa chi đột nhiên chui ra khỏi mặt nước, trước mặt nó là một cái động trống không rộng lớn dưới mặt đất. Một con đại trùng có hình thù như con bọ rùa, đầu có xúc tu, thân lớn bằng người thường đang nằm yên trên vách đá, vui vẻ ăn mấy xác chết của các loại yêu thú họ trùng khác. Từ trên lưng nó là đống dịch thể màu xanh lá đang nhỏ giọt xuống mặt đất, tích tụ thành một bãi nước nhỏ, rồi cuối cùng lại đổ ra con sông ngầm. Thấy vậy, hoa chi bèn xông tới chiến đấu với yêu trùng. Yêu trùng này chỉ là cấp 2 hạ cấp, thực lực còn không thể bằng dây leo mà hoa chi triệu hồi ra. Còn dịch thể kịch độc lại không hề có tác dụng với hoa chi, bởi vậy nó nhanh chóng rơi vào thế hạ phong. Mắt thấy sắp bị giết, yêu trùng đột nhiên run sợ, thân thể cuộn tròn, xúc tu trên đỉnh đầu run lên rồi hạ thấp xuống duỗi về phía hoa chi. Hoa chi cảm nhận được ý tứ thần phục của nó nhưng cũng không hàm hồ tiến lên, chỉ dùng dây leo nhẹ nhàng đâm vào thân thể yêu trùng một chút, để lại ấn ký trong cơ thể nó. Tiếp theo bèn gọi nó đi theo mình cùng trở lên mặt đất. Trên mặt đất, Viên Minh nghe Hoa Chi kể rõ tiền căn hậu quả, biết được độc tố trong nước đã được giải, trong lòng cũng trở nên cao hứng. Hắn bắt đầu suy nghĩ xem có nên tận dụng việc này thu thập thêm nguyện lực cho mình hay không. Các bạn đang nghe chuyện tiên giả của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 313, tranh đoạt. Một tháng sau, trước giếng nước phường Hắc Thổ, gần nửa đêm, 20-30 người mặc trường bào màu xám trắng đang vây quanh giếng nước, có nam có nữ, tuổi tác khác nhau, chỉ là trong tay mỗi người đều cầm theo một cây đuốc. Tất cả mọi người im lặng đứng đó, không ai nói gì. Xung quanh bọn họ có hơn 100 người đủ cả nam nữ già trẻ với kiểu cách ăn mặc khác nhau. Cả đám nhìn thấy vậy chợt xì xào bàn tán. Không bao lâu, Hồ Cát mặc trường bào xám từ trong bóng tối bước ra, tay y không cầm đuốc nhưng quần áo trên người lại tản ra màu sáng nhàn nhạt, chiếu sáng bốn phía. Những người mặc trường bào màu xám trắng đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía Hồ Cát, tự động tách ra một lối đi, yên lặng nhìn chăm chú lên người y lúc y đi ngang qua mình. Cho đến khi y đi đến bên giếng nước, lối đi kia cũng khép kín lại. Những các tín đồ này vây quanh Hồ Cát hình thành nên một vòng tròn nhỏ đồng tâm. Trong ánh mắt nhìn về phía Hồ Cát mang theo sôi sục và mong chờ. Những người còn lại cũng đã ngừng nói chuyện với nhau, vô thức nhích gần về phía trước một chút. Bên ngoài cũng đã hình thành một vòng tròn lớn hơn. Bọn họ nhìn chăm chú về phía giếng nước, có người mang theo vẻ nghi hoặc, có người mang theo vẻ tò mò, còn có người mang theo vẻ khinh thường. Chỉ là giờ khắc này, không có ai nói chuyện, hiện trường trở nên vô cùng yên tĩnh. Khi mặt trăng lên cao sẽ xua tán đi bất luận hắc ám nào, sẽ trị hết thảy, bất luận bệnh tật đau ốm hành hạ người ta, sẽ tinh lọc bất luận tội ác hoành hành nào. Minh Nguyệt Thần hàng lâm sẽ cấp ngưỡng vọng giả ánh hào quang, cấp truy tùy giả niềm hạnh phúc, cấp tín phụng giả chỉ đường dẫn lối. Các huynh đệ tỷ muội, tối nay chúng ta cùng tề tụ nơi đây, cùng nhau cộng hưởng thần tích của Minh Nguyệt Thần nào. Hồ Cát đứng trong đám người, giơ hai tay lên cao, nhìn bốn phía, chậm rãi nói, phá vỡ yên lặng. Các tín đồ xung quanh cũng giơ cao tay lên, ánh mắt nhìn Hồ Cát đã tràn đầy kính sợ. Trong một tháng này, thông qua giải độc đan mà Viên Minh cho, Hồ Cát đã nhanh chóng thu phục được không ít phàm nhân bị chứng thanh độc dày vò, gia tăng không ít tín đồ Minh Nguyệt Thần. Khác với đan dược mà Hắc Hà Thần Sứ xuất ra, đan dược Minh Nguyệt Thần ban thưởng hiệu quả rõ rệt.
Dù có lẽ vài phàm nhân cũng đoán là do vị tu tiên giả nào đó đưa cho, nhưng bọn họ vẫn cam tâm tình nguyện quỳ gối dưới tôn hiệu vị tu tiên giả này. Mà hôm nay, Hồ Cát triệu tập bọn họ, lại gọi dân chúng trong phường tới nói là muốn cho mọi người thấy được thần tích Minh Nguyệt Thần hiển hiện. Chứng thanh độc đã quấy nhiễu thành Hãm Sa 2 năm trời, trong đó có không ít dã thần tà tự dựng cờ hiệu cứu tế chúng sinh mà tham lam vơ vét của cải cho mình. Chúng ta đã bỏ ra biết bao nhiêu vàng bạc, chỉ đổi lại là bệnh nặng càng thêm nặng. Chúng ta khẩn cầu phủ thành chủ cũng chỉ nhận được lạnh lùng và phớt lờ, chúng ta quỳ lạy đám tiên sư cũng chỉ nhận được là khinh thường cùng của trách. Chỉ có Minh Nguyệt Thần nghe được chúng ta kêu than, thấy được chúng ta khổ sở, thương xót tình cảnh của chúng ta mà nguyện ý vươn tay giúp đỡ, cứu chúng ta khỏi bể khổ. Hồ Cát nói đến, giọng nói cũng dần dần cất cao. Các tín đồ vây quanh nghe thấy lời y cũng nhao nhao nhớ lại tình cảnh mình từng gặp phải, tâm tình bị ảnh hưởng theo. Thậm chí những người đứng cạnh xem trò vui cũng âm thầm gật đầu đồng ý lời này của Hồ Cát. Bọn họ không mù, đều nhìn rõ được ai thật tâm giúp bọn họ, ai nhân cơ hội vơ vét tiền. Minh Nguyệt Thần không chỉ thương xót thế nhân, mà trong lòng cũng hiểu diệt cỏ tận gốc, không chỉ ban thưởng đan dược mà còn thi triển thần lực tìm ra đầu sỏ gây bệnh. Hôm nay chính là ngày xử lý con trùng bệnh kia. Hồ Cát đột nhiên giơ hai tay lên cao. Sau lưng y là một mặt trăng tròn sáng trắng nhưng thể vừa nhô lên khỏi biển đông, chậm rãi dâng lên cao, cuối cùng treo cao trên đỉnh đầu mọi người. Bên trong mặt trăng có một nhánh hắc tử đằng tản ánh huỳnh quang đột nhiên vươn dài ra, vô số bươm bướm tỏa ra ánh sáng trắng nương theo dây leo cùng nhau bay ra bên ngoài. Chúng vờn quanh dây leo, thúc đẩy dây leo sinh trưởng lớn mạnh, rất nhanh đã hóa thành một quả cầu dây mây theo chỉ dẫn của những con bướm mà bay vào bên trong giếng. Ánh trăng tròn sáng nhu hòa lại ấm áp, tất cả mọi người đắm chìm trong ánh trăng này đều cảm thấy an tâm chưa từng có. Họ nhìn lên mặt trăng tròn, phát hiện trong mặt trăng đang chiếu rọi ánh sáng đó chợt hiển hiện lên một hình ảnh. Là một con yêu trùng màu xanh lá nằm trên vách đá, quanh người nó là vô số những cái xác đáng sợ bao gồm cả yêu thú và cả con người. Dịch thể dơ bẩn màu xanh biếc nhỏ giọt từ trên lưng yêu trùng xuống đất, hòa vào trong nước sông. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người không khỏi nghĩ đến thứ nước mình uống thường ngày, có vài người thậm chí nhịn không được mà buồn nôn. Nhưng vào lúc này, có thêm hình ảnh một quả cầu dây leo xuất hiện, con bướm trắng sáng kia quấn quanh quả cầu cũng theo đó mà nhào vào trong quả cầu. Dây leo đột nhiên sinh trưởng, chỉ chốc lát sau hóa thành một vị thần nhân bằng dây mây mặc áo giáp tản ánh sáng nhàn nhạt lao vào đại chiến với yêu trùng. Yêu trùng hung tính vô cùng, thủ đoạn đủ loại tầng tầng lớp lớp nhưng đằng nhân vẫn luôn đối ứng hợp lý. Tình cảnh nhìn như hung hiểm khiến mọi người phải liên tục kinh hô nhưng rất nhanh lại có thể đơn giản chiếm lại ưu thế. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc đằng nhân đã công phá được phòng ngự của yêu trùng, dùng cánh tay cứng rắn đâm xuyên qua người nó. Mọi người vây xem lập tức hưng phấn hô lớn. Ngay sau đó, Hồ Cát bèn giơ tay lên, thần nhân bằng dây mây bay ra khỏi miệng giếng. Trên tay hắn còn đang kéo theo thi thể của yêu trùng. Hôm nay, Minh Nguyệt Thần phái thần tướng dưới trướng xuống chém giết yêu trùng, từ nay về sau dân chúng thành Hãm Sa sẽ không còn bị chứng bệnh thanh độc hành hạ quấy nhiễu nữa. Nghe vậy, mọi người không khỏi đồng thanh hô vang tên Minh Nguyệt Thần. Thậm chí cả những người mới đầu vây quanh xem, không phải là tín đồ cũng góp giọng. Nhưng vào lúc này, phía ngoài rìa đám người đột nhiên truyền đến một tiếng hừ lạnh. Hừ, ta nói là chuyện gì, không biết bắt con yêu trùng nào đến bày đặt nói là đầu sỏ gây nên chứng thanh độc, cố lộng huyền hư thật buồn cười chết mất. Các tín đồ nhao nhao quay đầu nhìn lại, thấy là gã mập tự xưng là Hắc Hà thần sứ đi cùng với một nam tử cao lớn mặc áo bào đen, nhìn Hồ Cát đầy vẻ coi thường. Một tháng này, những lúc Hồ Cát thu nạp tín đồ đều luôn đề phòng người của Hắc Hà thần giáo tới quấy rối, không nghĩ rằng bọn họ mãi vẫn không ra tay để mặc Hồ Cát cướp đi tín đồ của họ. Hiện y tưởng bọn họ đã chịu yên, không ngờ lại tìm tới. Thổ sát, ta đã sớm bẩm báo với Minh Nguyệt thần chuyện ngươi lợi dụng mượn danh nghĩa Hắc Hà thần tùy ý vơ vét của cải. Đại thần từ bi, nguyện cho ngươi một cơ hội sửa đổi bản thân, không ngờ ngươi lại không biết tốt xấu như thế. Hôm nay có thần tướng ở đây, nếu ngươi quỳ xuống sám hối, còn có thể lưu lại một mạng. Hồ Cát lại nhìn gã mập mạp, hét lớn. Không ngờ thổ sát lại căn bản không nhìn y, lại tươi cười nhìn về nam nhân bên cạnh. Đại nhân, chính tên Hồ Cát này không biết đã lôi ở đâu ra thứ gọi là Minh Nguyệt thần, mạo phạm thần uy của Hắc Hà thần đại nhân. Nam nhân không trả lời thổ sát mà ngẩng đầu nhìn Hoa Chi,
tiếp theo là hướng xung quanh hồ lớn. Tại hạ là Lý Hiệp, sứ giả tọa hạ của Hắc Hà Thần. Tín đồ nơi đây đều do ta cai quản. Đạo hữu không mời mà tới, tranh đoạt tín đồ của ta. Nếu như ngươi lập tức hiện thân, tạ tội rồi rời đi, ta sẽ không so đo. Nếu ngươi vẫn chấp mê bất ngộ, cũng đừng trách ta vô tình chém giết ngay linh sủng của ngươi tại đây. Viên Minh đang ẩn người trong đám đông chợt nhướng mày. Hắn còn tưởng rằng Hắc Hà Thần chẳng qua chỉ là mánh lưới phàm nhân nghĩ ra nhằm vơ vét của cải mà thôi, không nghĩ tới Lý Hiệp vừa lộ mặt đã là một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ hàng thật giá thật. Viên Minh thầm cảnh giác, thả thần thức ra, phát hiện bên trong phường Hắc Thổ ngoài Lý Hiệp ra cũng không còn tu sĩ nào khác, bèn động tâm muốn từ miệng gã dò hỏi ra chân tướng. Vì thế, hắn lập tức chỉ huy Hoa Chi xuất thủ tấn công Lý Hiệp, còn mình cũng bắt đầu thúc giục Minh Nguyệt Quyết, thi triển huyễn thuật. Hoa Chi nhận lệnh, tứ chi vươn dài ra, mọc ra vô số dây leo lướt qua đám người đánh tới Lý Hiệp. Đám người vây quanh đó, kể cả gã mập mạp kia đều nhao nhao chạy tứ tán, chỉ còn lại một mình Lý Hiệp vẫn đứng nguyên chỗ cũ. Hừ, đã muốn chết, vậy thành toàn cho ngươi. Lý Hiệp thấy vậy, trên mặt hiện lên vẻ tàn nhẫn. Hai tay của gã bắt niệm pháp quyệt, miệng nhẩm niệm lẩm bẩm. Một hạt châu đen kịt từ trong tay áo gã bay ra, phun ra vô số dòng nước đen kịt. Nước chảy như suối bao bọc bản thân gã, cũng không hề đứt đoạn mà vòng lượn khuếch tán uốn vòng chảy khắp nơi. Nước đen chảy rơi xuống mặt đất vang lên tiếng xì xì. Mặt đất cũng theo đó mà bốc lên từng luồng khói trắng. Nhìn tình cảnh đáng sợ này, tất cả tín đồ và cả người bình thường đều nhao nhao hoảng hốt kêu la, quay người chạy trối chết. Chỉ là không ít người bị nước đen bắn tung tóe lên người, thân thể như một tảng băng bị hòa tan, lập tức biến thành một vũng máu loãng. Không ít dây leo do Hoa Chi phóng thích ra chỉ khẽ chạm vào chút ít nước đen cũng theo đó mà mục nát đi. Hoa Chi thấy vậy mà giật mình, vội vàng định thu hồi dây leo còn lại. Chỉ là lúc này, Lý Hiệp ngẩng đầu đưa tay nắm một chảo vào hư không, mấy dòng nước đen quấn quanh trước người gã đã hóa thành một bàn tay đen cực lớn nắm xuống, chụp lấy Hoa Chi. Dám cả gan mạo phạm đến Hắc Hà Thần, kết cục là như vậy. Nếu như ngươi còn không hiện thân, ta đây tự mình đến bắt lấy ngươi vậy. Trong mắt Lý Hiệp hiện lên khoái cảm khát máu, quá to. Tiếng của gã vang lên, ánh mắt cũng đột ngột chuyển rời đến đám người đang chạy trốn tứ tán ấy, rơi lên trên người Viên Minh trà trộn trong đó. Lúc này Viên Minh vô thức quay đầu nhìn lại, khuôn mặt kinh hoàng tựa hồ như đang mượn chúng phàm nhân xung quanh yểm hộ mà bỏ chạy, lại không nghĩ rằng vừa rồi lại mắt đối mắt với Lý Hiệp. Lý Hiệp giữ tợn cười một tiếng, tay bấm niệm pháp quyết. Hạt châu trên đỉnh đầu gã lay chuyển vài cái, không còn phun ra nước đen nữa mà tạm ngừng lại. Rồi một mũi tên nước màu đen kịt thoáng xuất hiện, bắn xuyên qua người Viên Minh. Gặp tình hình này, Lý Hiệp cười đắc ý, đang muốn triệu hồi hạt châu lại thì đột nhiên cảm thấy cổ mình đau nhức, tiếp đó là cảnh sắc xung quanh nhanh chóng biến hóa. Nguyên bản các phàm nhân đã chết kia lại bị Tử Hắc Đằng cuốn lấy cổ áo, treo giữa không trung, căn bản không bị nước đen cắn nuốt. Mà Viên Minh thì đang đứng cách đó không xa, đầy bình thản nhìn gã. Lý Hiệp kinh sợ, lập tức thúc giục Viên Châu lần nữa. Nhưng lúc này gã lại thấy trời đất quay cuồng, những người phàm tục kia đang chổng ngược đầu, hai chân chống lên trời, toàn bộ như đảo ngược hết cả. Đây rốt cuộc là, gã còn không hiểu nguyên nhân cụ thể đã hoàn toàn mất đi ý thức. Chương 314, Phân hồn độc lập. Viên Minh bước nhanh đến bên người Lý Hiệp. Trước khi đầu gã rơi xuống đất đã đưa một tay chụp lấy, tiếp theo liền định thi triển siêu hồn, làm rõ thân phận của Hắc Hà Thần. Nhưng mà hắn còn chưa kịp thi triển pháp quyết đã thấy thần hồn Lý Hiệp đột ngột nổ tung. Từ trong đó có một luồng khói mù màu đen nhanh chóng chui vào vách đất trên đỉnh thành hãm xa, không còn bóng dáng. Sắc mặt Viên Minh chợt tối lại, biết rõ có lẽ đây là thủ đoạn của người đứng sau lưng Lý Hiệp hạ xuống nhưng lại không thể làm gì được. Hắn thở dài một tiếng rồi nhặt hạt châu cùng túi chữ vật trên thi thể Lý Hiệp lên, nhìn quanh bốn phía. Sau đó lại lần nữa đứng thẳng trước các tín đồ, giơ đầu của Lý Hiệp lên cao. Ta là Minh Nguyệt Thần Sứ, nanh vuốt Ngụy Thần đã bị ta hành quyết tại chỗ. Trên mảnh đất Minh Nguyệt Thần chiếu sáng, thiện giả sẽ được phù hộ, ác giả sẽ bị trừng phạt. Từ nay về sau, các ngươi nhất định phải nhớ rõ. Vừa dứt lời, cả người hắn bộc phát ra một luồng sáng trắng chói mắt, bao vây lấy hắn, sau đó bay thẳng vào trong vầng trăng tròn treo cao trên đỉnh đầu mọi người. Hoa Chi lúc này cũng buông mấy người kia xuống,
lại lần nữa được mấy con bướm ánh sáng trắng bao quanh, bay vào trong mặt trăng. Tận mắt thấy mọi chuyện phát sinh, mọi người nơi đây cũng bị năng lực Minh Nguyệt Thần chấn nhiếp, từng người hoan hô lên, càng thêm tin tưởng thành kính. Ở rìa ngoài đám đông, Viên Minh thấy tình cảnh như vậy bèn gật gật đầu, sau đó hắn giải trừ huyễn thuật, triệu hồi Hoa Chi cùng tiểu đệ yêu trùng của nó, xoay người rời khỏi nơi này trở về nội thành. Mọi chuyện còn lại giao cho Hồ Cát là được. Chủ nhân thấy thế nào? Ta diễn không tệ chứ? Vừa trở về nơi ở, Hoa Chi đã gấp rút tranh công. Viên Minh gật gật đầu, vui vẻ khen ngợi, ta cảm giác ngươi sinh ra để làm mấy chuyện này, muốn gì hả? Ta không cần gì hết, chỉ hy vọng chủ nhân đừng để ta ở trong túi linh thú nữa. Nơi đó tối om, Hoa Chi lập tức khẩn cầu. Viên Minh suy nghĩ một chút. Hiện tại Hoa Chi càng ngày càng thông nhân tính, cũng không thích khổ tu, ngược lại cứ tự do tu, luyện bên ngoài lại có tiến bộ nhanh chóng. Lúc trước gần thành Vọng Nguyệt không có bao nhiêu yêu thú nên thực lực của nó trong 5 năm qua không biến hóa bao nhiêu. Hiện tại đã đến sa mạc Hắc Phong có yêu thú đông đảo, nếu nó đã muốn như vậy thì thả nó ra ngoài cũng được. Vừa nghĩ đến đây, Viên Minh liền gật gật đầu, cũng được, chỉ là ở bên ngoài ngươi cũng không được quá mức phóng túng. Cũng không được rời khỏi thành hãm xa quá xa, chú ý an toàn, nếu không gặp phải Hắc Phong lại phiền toái. Hoa Chi vội vàng đáp ứng. Tiếp đó Viên Minh lại lấy ra một tấm phù chú cùng áo choàng liễm tức, cùng với một bộ quần áo màu đen che kín người. Ngươi cất mấy thứ này đi, dưới lòng đất này có pháp trận, đi ra khỏi cửa thành là được. Lúc ra vào thành mặc quần áo và áo choàng này, đừng để người ta nhận ra thân phận mình. Ngoài ra tấm tị sát phù này có thể giúp ngươi chống đỡ âm sát trong Hắc Phong ở mức độ nhất định, nhưng cần phải chui xuống lòng đất. Nếu đến lúc đó ngươi không trở vào thành kịp có thể thử vận dụng xem. Tị sát phù này là hắn bỏ ra rất nhiều linh thạch mua được trong thành, nhưng thật có thể triển khai hiệu quả bao nhiêu thì người bán cũng không dám đảm bảo. Bởi vậy cũng chỉ có tu sĩ trúc cơ kỳ giàu có mới dám bỏ tiền ra mua để phòng ngừa vạn nhất. Hiện tại Viên Minh không cần ra khỏi thành nên đưa cho Hoa Chi cũng hợp lý. Hoa Chi biết thứ này rất có giá trị nên lòng lại đầy cảm kích và thân cận hắn. Nhận lấy đồ trong tay Viên Minh, Hoa Chi chào tạm biệt xong Viên Minh, mang theo tiểu đệ yêu trùng rời đi. Tiễn Hoa Chi đi rồi, Viên Minh bèn cầm hạt châu của Lý Hiệp ra xem. Hạt châu này là một kiện pháp khí thượng phẩm, hắn nắn vuốt một lát rồi cất đi. Sau đó lại kiểm tra túi trữ vật của Lý Hiệp. Trong này không có nhiều đồ lắm, ngoại trừ đan dược cùng linh thạch cũng chỉ có một kiện pháp khí hồ lô lớn chừng lòng bàn tay. Vỏ ngoài hồ lô này đen như mực, được luyện chế từ cửu u minh thiết, cầm trong tay còn cảm nhận được hơi lạnh băng. Bề mặt hồ lô có khắc không ít hoa văn phức tạp, tổng cộng phân chia làm hai mặt. Một mặt có mặt trời trên không trung, bên trong mặt trời còn ẩn ẩn có một bóng người mờ ảo, bên dưới có vô số tu sĩ và phàm nhân quỳ lại. Mặt khác của hồ lô là hình ảnh mặt trăng treo cao, một người không có mặt mũi khoanh chân ngồi dưới ánh trăng, hai tay giơ cao như muốn nâng mặt trăng, lại như thể muốn nắm mặt trăng vào trong lòng bàn tay. Ở xung quanh người này là vô số vong hồn oán linh truy đuổi đánh giết nhau, cảnh tượng hệt như ở luyện ngục. Đây là cửu u minh thiết. Viên Minh xem xét hồ lô tỉ mỉ, khẽ kêu lên một tiếng. Diệt hồn kiếm của hắn cũng dùng cửu u minh thiết làm tài liệu chính đấy. Loại sắt này vô cùng chân quý, mà toàn bộ hồ lô này vậy mà đều được luyện chế từ sắt này, có thể thấy thế lực sau lưng Lý Hiệp không nhỏ. Viên Minh lấy hồ lô ra, thử thúc dục lại phát hiện dường như hồ lô này phải cần đến pháp quyết đặc thù mới sử dụng được. Hắn thử dùng thần thức nhìn vào, lại kinh ngạc phát hiện trong hồ lô vậy mà chứa đựng một lượng nguyện lực lớn. Viên Minh kinh nghi không thôi, hồ lô này có thể tồn trữ được nguyện lực. Ngoại trừ Thâu Thiên Đỉnh, hắn chưa từng nhìn thấy vật phẩm nào có thể chứa đựng được nguyện lực. Ngoài ra, tàn hương cũng có lưu giữ một phần nguyện lực nhỏ nữa. Chẳng lẽ hồ lô màu đen này cũng là bảo vật tương tự như Thâu Thiên Đỉnh? Nhưng ngoại trừ dùng cửu u minh thiết chế ra thì hồ lô này không có phù văn tinh diệu gì cả, chẳng qua chỉ là một loại pháp khí có cấp bậc mà thôi. Hắn triển khai thần thức cảm ứng bên trong hồ lô cẩn thận lại, rất nhanh phát hiện ra dưới đáy hồ lô có một vật màu trắng cỡ đầu ngón tay, nhìn qua như một mảnh vỡ của miếng ngọc thạch nào đó. Mảnh ngọc thạch vỡ phát ra lực hút khiến tất cả nguyện lực trong hồ lô chậm rãi chuyển động xung quanh ngọc thạch này. Thỉnh thoảng cũng có chút nguyện lực dao động lại bị vỏ ngoài hồ lô làm bằng cửu u minh thiết ngăn cản lại, không mảy may tràn ra bên ngoài. Viên Minh hiểu ra,
Sở dĩ hồ lô này có thể tồn trữ nguyện lực chủ yếu là nhờ có tác dụng của ngọc thạch vỡ kia. Vỏ ngoài cửu U Minh Thiết chẳng qua chỉ là vật chứa mà thôi. Mảnh ngọc thạch vỡ này có lai lịch gì lại có thể dẫn dắt được nguyện lực? Lúc này hắn thử rút nguyện lực trong đó ra, lại phát hiện mình căn bản không cách nào dẫn động được những nguyện lực này, chỉ có thể thèm thuồng nhìn vào mà thôi. Hắn lại thử dùng thần thức thăm dò mảnh ngọc thạch vỡ trong hồ lô, nhưng thần thức hắn vừa tiếp cận đến đã cảm nhận được một lực hút kéo lấy thần trí của mình, hút lấy nó vào bên trong ngọc thạch vỡ. Rất nhanh, Viên Minh đã mất liên hệ với thần thức đó. Lực hút này mạnh mẽ dị thường, hơn xa diệt hồn kiếm. Viên Minh rất kinh ngạc, lại nghiên cứu một lát, phát hiện mình vừa không tận dụng được nguyện lực trong đó lại vừa không cách nào lấy được mảnh ngọc thạch vỡ bên trong ra được. Trừ phi hắn hạ quyết tâm phá hủy kiện pháp khí này. Rơi vào đường cùng, hắn đành thở dài một tiếng, chỉ có thể lặng lẽ cất hồ lô đi, nghĩ ngợi về chuyện của Hắc Hà Thần. Lần này mặc dù mình đánh chết Lý Hiệp, nhưng chuyện xảy ra trước khi gã chết đã nói rõ sau lưng Lý Hiệp còn có chủ mưu khác. Hơn nữa chủ mưu này tựa hồ đang thu thập nguyện lực, cũng không biết dùng để làm gì. Ngoài ra qua thử nghiệm vừa rồi, hắn cũng đã xác nhận lại được hắn chỉ có thể hấp thụ nguyện lực do chính mình sinh ra, không thể dùng nguyện lực do người khác sinh ra được. Thậm chí hắn còn không cách nào dẫn dắt được chúng nữa. Viên Minh trầm tư một lát, cũng nhất thời không có nhiều đầu mối, liền dứt khoát quyết định ngồi yên một chỗ, lấy bất biến ứng vạn biến. Việc cấp bách trước mắt hắn vẫn là mau chóng tăng tu vi và thực lực của mình lên mới được. Vừa nghĩ tới, đây, Viên Minh bèn khoanh chân ngồi xuống, gọi Thâu Thiên Đỉnh ra, tiếp tục hấp thu nguyện lực. Từng luồng nguyện lực từ xung quanh liên tục truyền tới, tụ tập vào Thâu Thiên Đỉnh, số lượng lại nhiều hơn trước kia không ít. Trong khoảng thời gian này, hình tượng Minh Nguyệt Thần do hắn dựng nên dần xâm nhập nhân tâm, lại thêm việc Hồ Cát rất có thiên phú trong việc truyền bá mà lượng nguyện lực thu được tăng dần đều. Lần này lại thêm việc hắn đón đầu ra sức công kích lại Hắc Hà Thần Sứ mà hiệu quả càng thêm rõ rệt. Kể từ đó, hắn tu luyện Minh Nguyệt Quyết chắc chắn sẽ lại lần nữa được đề tăng. Hắn thầm nghĩ vậy, đồng thời khống chế phân hồn hấp thu, luyện hóa hết tất cả nguyện lực thu được. Hồn lực trong thức hải hắn nhanh chóng tăng trưởng, nháy mắt lại qua hơn một tháng. Trong mật thất, Viên Minh đang ngồi nhắm mắt khoanh chân chợt ngừng thu nạp nguyện lực, chỗ mi tâm chấn động lên, một con hồn nha trong suốt bay ra lượn quanh gian phòng. Hình thể hồn nha trong suốt to gấp đôi so với ban đầu, hồn lực chấn động cũng tăng nhiều, chỉ là chấn động lại có vẻ trì trệ chứ không linh động như lúc trước. Hoàn tâm quyết này thật quá tà môn, mới đạt tầng thứ hai đã có ảnh hưởng đến thần hồn lớn như vậy rồi, Viên Minh lẩm bẩm tự nói. Trong khoảng thời gian này phân hồn của hắn một mực vận chuyển hoán tâm quyết, dưới đại lượng nguyện lực phụ trợ, đương nhiên đã đạt tới tầng 2. Cũng như Minh Nguyệt Quyết, hoán tâm quyết cũng chia làm 6 cấp bậc. Ý thức trong phân hồn vốn không mãnh liệt, hoán tâm quyết có hiệu quả chém diệt thất tình lục dục, cho nên ý thức phân hồn càng thêm suy nhược. Chẳng qua đây cũng là chuyện tốt, như vậy phân hồn sẽ vĩnh viễn không thể thoát ly khỏi khống chế của hắn. Hơn nữa khi hoán tâm quyết đạt tới tầng thứ 2, hắn cũng có thể thử một môn bí thuật khác. Viên Minh thu hồi phân hồn vào trong thức hải, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, hồn lực bên trong hồn nha trong suốt dần dần khởi động. Giữa trán nó dần dần hiện ra một vết nứt nhỏ, sau đó nhanh chóng biến lớn và sâu hơn. Nứt ra, Viên Minh khẽ quát một tiếng, con hồn nha trong suốt bị chia làm hai phần. Hai phần phân hồn nhanh chóng nhúc nhích rồi hóa thành hai con hồn nha trong suốt có kích thước nhỏ hơn một chút. Đây là phân hồn thuật được ghi chép trong ngọc giản của đại trưởng lão, cần phải tu luyện hoán tâm quyết tới tầng thứ hai mới có thể thi triển ra được. Viên Minh chỉ cảm thấy thức hải của mình đau nhức như búa bổ, so với lần trước bị diệt hồn kiếm cắn trả dẫn đến thần hồn phân liệt còn thống khổ hơn nhiều. Hắn cắn răng nhẫn nại, thân thể run rẩy không ngừng, một hồi lâu mới dịu xuống. Không thể ngờ được cái giá phải trả của phân hồn thuật lại to lớn như vậy. Ta mới chỉ phân liệt phân hồn của mình mà đã đau đớn như vậy, nếu là phân liệt chủ hồn chỉ sợ có thể đau đớn chết tươi rồi. Viên Minh vẫn còn chưa hết sợ hãi. Hắn cảm ứng được năng lực viễn du và phụ thể của hai hồn nha trong suốt kia vẫn còn. Bèn âm thầm gật đầu. Trong ngọc giản của đại trưởng lão quả không nói sai, thần hồn phân liệt có thể bảo lưu được năng lực trước kia. Đã có hai phân hồn, hắn có thể làm được nhiều việc hơn. Hơn nữa ngày sau nếu tiếp tục luyện hóa nguyện lực, số lượng phân hồn còn có thể tiếp tục tăng lên. Nếu một ngày nào đó có được mấy trăm con hồn nha giống như đại trưởng lão thì Trường Xuân Quan có nhiều người truy đuổi hơn nữa,
hắn cũng không sợ. Viên Minh vung tay lên, thân thể Tả Khinh Huy xuất hiện ở trước mặt hắn. Nửa năm qua hồn nha trong suốt hiếm khi phụ thể trong cơ thể Tả Khinh Huy, tuy rằng thân thể này vẫn còn sinh cơ nhưng pháp lực đã gần như tiêu tán hết. Viên Minh khống chế một con hồn nha tiến vào thân thể Tả Khinh Huy. Đôi mắt của ông ta lại lần nữa nổi lên sắc thái rồi ngồi dậy. Viên Minh lại điều khiển Tả Khinh Huy khoanh chân ngồi dậy, vận chuyển kim ảnh kiếm quyết. Thiên địa linh khí gần đó bắt đầu lưu động, hội tụ vào thân thể Tả Khinh Huy. Hồn nha trong suốt phụ thể trong Tả Khinh Huy có thể tu luyện. Xem ra thân thể này có thể khôi phục hoàn toàn được, không khác gì người thường. Có phân hồn khống chế, Tả Khinh Huy có thể coi như là một phân thân đặc thù cho hắn sử dụng. Hơn nữa Tả Khinh Huy là kim thủy song linh căn, lại là tu sĩ kết đan kỳ. Tuy rằng kim đan của ông ta đã vỡ vụn nhưng tiềm năng vẫn không nhỏ, đáng để bồi dưỡng. Viên Minh vận chuyển kim ảnh kiếm quyết nhanh hơn, công pháp vận hành đặc biệt trôi chảy hoàn toàn không giống bộ dạng lần đầu tu luyện môn kiếm quyết này gì cả. Thiên địa linh khí nhanh chóng chuyển hóa thành pháp lực tích trữ trong đan điền của Tả Khinh Huy. Mặc dù thần hồn đã hủy diệt nhưng vẫn còn một chút ít kinh nghiệm tu luyện của Tả Khinh Huy lưu lại trong thân thể này. Viên Minh nghĩ thầm. Đây là chuyện tốt, với tư chất của Tả Khinh Huy, còn có kinh nghiệm tu luyện lưu lại, tu vi ông ta hẳn là sẽ lại gia tăng nhanh chóng đi. Ngươi cầm đan dược này phục dụng trước đi, nhanh chóng để tăng tu vi lên. Viên Minh lấy mấy bình đan dược luyện khí kỳ ra. Dược lực trùng đan trong tay hắn quá mãnh liệt, Tả Khinh Huy hiện không cách nào thừa nhận được. Tả Khinh Huy nhận lấy, đi vào một gian phòng khác, tự mình tu luyện. Viên Minh cũng ngồi xuống, vận chuyển cửu nguyên quyết. Các bạn đang nghe chuyện tiên giả của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 315, được mời. Một năm rưỡi trôi qua, trong mật thất truyền ra một tiếng thét dài, một cỗ pháp lực chấn động hùng hồn khiến vách tường đất mơ hồ rung động lắc lư. Bốn vách tường động phủ bị một tầng ánh sáng vàng bao phủ ngăn cản âm thanh cùng pháp lực chấn động lại, không mảy may để lộ ra ngoài. Sau một lát, Viên Minh đi ra khỏi mật thất, toàn thân tản ra một cỗ uy áp, một cỗ cường đại đạt đến trúc cơ hậu kỳ. Vốn dĩ hắn đã cách trúc cơ hậu kỳ không xa, sau khi phân hồn hóa giải tai hại của trùng đan mang lại, dược lực cường đại dị thường, cùng với linh hương hỗ trợ, tu luyện cửu nguyên quyết tựa như nước chảy thành sông. Lúc này đây Viên Minh cũng không bất ngờ, khổ tu một năm rưỡi, phương diện thần hồn của hắn mới tính là tăng lên nhiều nhất. Lúc trước hắn nhiều lần ra tay che chở phường Hắc Thổ cùng với phàm nhân khu vực phụ cận, lại cộng thêm Hồ Cát bày mưu tính kế, tín đồ Minh Nguyệt Thần đã gia tăng lên hơn 300 người. Số lượng tín đồ bình thường đã không ít, cho nên nguyện lực thu tập được cũng theo đó mà nước lên thuyền lên. Dưới sự phụ trợ của đông đảo nguyện lực, Viên Minh tu luyện Minh Nguyệt Quyết một ngày đi ngàn dặm. Hiện giờ đã gần viên mãn tầng thứ tư, củng cố thêm một đoạn thời gian là có thể cân nhắc đột phá tầng thứ năm. Nói cách khác, tu vi hồn lực của hắn đã hoàn toàn vượt qua tu vi pháp lực. Trong thức hải của Viên Minh, phân hồn lẳng lặng lơ lửng, hình thể đã khôi phục được dáng vẻ như lúc trước khi bị phân liệt, thậm chí còn lớn hơn một chút. Hơn nữa trong khoảng thời gian này phân hồn còn ngày ngày tu luyện Hoán Tâm Quyết, hồn lực đã được ngưng luyện đạt đến mức độ hùng hậu như thể tinh thiết rèn qua trăm lượt vậy. Phân hồn như vậy nên hiệu suất luyện hóa tạp niệm trong nguyện lực hơn xa so với trước kia. Viên Minh chậm rãi đi tới một gian mật thất khác, đẩy cửa đi vào. Lúc này Tả Khinh Huy đang nhắm mắt tu luyện, khí tức trên người hùng hậu, cũng đã đạt tới trúc cơ kỳ. Lại nói tiếp, tư chất Tả Khinh Huy vốn hơn xa Viên Minh, lại được cung ứng đầy đủ đan dược nên chỉ trong nửa năm đã đạt đến luyện khí đỉnh phong. Sau đó, Viên Minh tiêu phí thêm một khoản linh thạch mua một viên trúc cơ đan trong thành Hãm Sa, để ông ta được thuận lợi trúc cơ. Lại nói tiếp, tuy rằng đan dược trong thành Hãm Sa khan hiếm, nhưng nơi này rồng rắn lẫn lộn, cũng sẽ xuất hiện một vài vật phẩm có giá trị, đều là tu sĩ không kể xa vạn dặm đặc biệt mang đến. Theo những năm này Viên Minh nhận thức được, thì ở đây chỉ cần có tiền là có thể làm được rất nhiều chuyện mà thậm chí ở Trung Nguyên cũng không làm được. Tư chất Tả Khinh Huy bất phàm, đột phá trúc cơ kỳ xong cũng bắt đầu phục dụng trùng đan tu luyện, pháp lực tiến cảnh gia tăng nhanh chóng, có thể dùng từ một ngày ngàn dặm để hình dung. Chắc chắn trong vài năm nữa, ông ta sẽ bắt kịp được Viên Minh. Chẳng qua không biết thân thể này có vấn đề gì, hoặc cũng có thể là vì đã chết rồi sống lại, hoặc do xung đột giữa tu luyện kim ảnh kiếm quyết và trùng đan,
hoặc do nguyên nhân nào đó mà màu da toàn thân ông ta biến thành màu vàng nhạt, nếp nhăn trên mặt lại tiêu tán đi rất nhiều. Hôm nay, nhìn ông ta lại như đang ở độ tráng niên. Viên Minh cũng rất kinh ngạc, thế nhưng lại không định giải quyết chuyện này. Tả Khinh Huy vốn là tu sĩ kết đan của Trường Xuân Quan, hắn còn lo rằng ông ta ra ngoài sẽ khiến người ta chú ý, đã như vậy lại không dễ bị người khác nhận ra. Phân hồn trong thức hải Tả Khinh Huy cũng gia tăng lên nhiều, đây cũng là nhờ Viên Minh dùng nguyện lực tận lực bồi dưỡng nên. Hồn lực của phân hồn càng mạnh, khống chế Tả Khinh Huy càng thêm tự nhiên. Thông qua hoán tâm quyết, phân hồn luyện hóa tàn niệm của yêu thú trong trùng đan trải qua năm dài tháng rộng, hồn lực cũng được rèn luyện cô đọng lại. Viên Minh không đánh thức Tả Khinh Huy mà quay người rời đi. Vừa rời khỏi mật thất, sắc mặt hắn chợt thay đổi. Hắn thò tay lấy một tấm truyền âm phù trong người ra, đưa thần thức vào trong đó. Truyền âm phù vỡ vụn ra hóa thành một đoàn sáng trắng, một đoạn âm thanh vang lên trong tai hắn. Trong mắt Viên Minh hiện lên một tia vui mừng, bèn đứng dậy rời khỏi chỗ ở, nhanh chóng đi tới một cửa hàng trong nội thành tên là Địa Linh Các. Đây là một cửa tiệm buôn bán pháp trận khí cụ, 2 tháng trước hắn đã đặt hàng một bộ pháp trận ở đây. Hiện đã hoàn thành, Viên Minh đi vào trong cửa tiệm, báo ra tên họ, rất nhanh được người hầu dẫn vào nội đường. Một lão giả mặc áo xanh đã chờ sẵn hắn ở đây. Lỗ đại sư, ngài vất vả rồi. Viên Minh chắp tay nói, ha ha, Viên đạo hữu khách khí. Lão phu vốn là làm ăn, làm gì có vất vả hay không vất vả. Pháp trận ngươi muốn ở trong này, kiểm tra lại xem. Lão giả mặc áo xanh lấy một hộp gỗ cao một xích đưa tới, bên trong là một trận bàn là kỳ trận, linh khí bức người. Pháp trận do Lỗ đại sư ngài đích thân luyện chế há có thể sai lầm, không cần kiểm tra. Viên Minh cười ha hả, thu hộp gỗ lại. Lỗ đại sư trước mặt là trận pháp đại sư số 1 số 2 trong thành Hãm Sa này, cũng vô cùng am hiểu luyện chế khí cụ trận pháp. Viên Minh tốn không ít linh thạch mới mời được người này động thủ, luyện chế một bộ Bắc Đấu tinh hồn trận. Tự thân pháp trận này không có công hiệu đánh bại địch nhân, tác dụng duy nhất chỉ là hình thành nên một màn kết giới tinh hồn. Hồn lực trong phạm vi kết giới sẽ không thể chạy ra ngoài được. Đây là điều kiện tiên quyết để ngưng luyện hồn đan, phương thức luyện chế cũng có ghi chép trong bí thuật hồn đan, chẳng qua Viên Minh lại không thể nào tự luyện chế ra được. Lỗ đại sư hết sức hài lòng với thái độ của Viên Minh, hàn huyên vài câu mới mở miệng tiễn khách. Viên Minh còn đang trong giai đoạn thiết lập giao tình với Lỗ đại sư. Hắn còn dự định sau này thỉnh ông ta đích thân luyện chế cho mình pháp trận khác nữa nên thức thời cáo từ rời đi. Sau khi bước ra khỏi cửa tiệm Địa Linh Các, hắn mới vận dụng thần thức chui vào trong nhẫn chữ vật, dò xét pháp trận trong hộp gỗ. Hắn đối chiếu với những ghi chép trong hồn đan bí thuật, phát hiện trận này không vấn đề gì mới hoàn toàn yên lòng. Hiện giờ vạn sự đều chuẩn bị xong, chỉ chờ Minh Nguyệt quyết đột phá. Viên Minh quay người về nhà, đi đến nửa đường đột nhiên dừng bước, quay người đi về hướng khác, sau một lát mới tới bên kia của nội thành. Cửa hàng nơi đây đã thưa thớt hơn, các tòa nhà ven đường lại cao, to rộng rãi, là nơi trú đóng của Tán Minh. Xem như toàn bộ Tán Minh thành Hãm Sa đều ở tại khu vực này. Rất nhiều tu sĩ ra ra vào các trụ sở Tán Minh, đa số đều rất vội vàng. Viên Minh đi thẳng đến bên ngoài một trụ sở Tán Minh tên là Hồ Uy, có một người cao gầy khoác áo choàng đen kín mít đứng đó. Chính là Hoa Chi. Thấy Viên Minh xuất hiện, Hoa Chi chạy ra đón chào, còn đưa qua một túi chữ vật. Thời gian mới bao lâu, đã thu hoạch được không ít a. Thần thức Viên Minh chui vào túi chữ vật, hai hàng lông mày nhướng lên. Một năm nay Hoa Chi đều dành thời gian săn giết yêu trùng tại phụ cận thành Hãm Sa, thực lực cũng đã tăng lên. Viên Minh nghĩ dù sao cũng là muốn giết yêu trùng, không bằng tiếp một vài nhiệm vụ săn giết yêu trùng, thu thập tài liệu, thuận tiện kiếm được chút linh thạch. Chẳng qua là tốc độ săn giết yêu trùng của Hoa Chi vượt quá dự liệu của hắn, trong túi chữ vật đã chất đầy tài liệu yêu thú, dù có đem bán đi cũng có thể đổi ra một lượng linh thạch không nhỏ. Gần nhất thủ hạ của ta lại thêm vài đứa, tốc độ thu thập tài liệu đương nhiên sẽ nhanh hơn một chút. Hoa Chi truyền âm nói, giọng đầy sung sướng. Viên Minh giật mình, phân phó Hoa Chi quay về chỗ ở trước, còn mình thì cầm lấy túi chữ vật đi vào Hổ Uy Tán Minh. Tuy rằng linh trí Hoa Chi đã khai mở không ít nhưng vẫn không biết nói chuyện giao trả nhiệm vụ còn phải dựa vào hắn. Từ cửa chính Hổ Uy Tán Minh đi vào sẽ đến một đại sảnh rộng rãi, bốn phía xung quanh treo rất nhiều bảng nhiệm vụ với đủ loại nhiệm vụ trên đó. Hổ Uy Tán Minh có quan hệ mật thiết với cửa hàng pháp khí bên trong thành Hãm Sa,
nên tuyên bố ra rất nhiều nhiệm vụ thu thập tài liệu yêu thú. Đây cũng là nguyên nhân mà Viên Minh tới nơi này. Hơn nữa, cách hành sự của Hổ Uy Tán Minh thoải mái, không cần là người của bản Minh cũng có thể nhận nhiệm vụ ở đây. Không ít tu sĩ đi đi lại lại trong đại sảnh, tra xét danh sách nhiệm vụ. Viên Minh đi thẳng tới phía bàn đá dài phía trong cùng, lấy túi trữ vật chứa tài liệu yêu trùng cùng hai tấm thạch bài ra, đưa cho nam tử mặc áo xám phía sau bàn đá. Hàng ngày tu sĩ áo xám phải xử lý không biết bao nhiêu vụ giao nộp nhiệm vụ nên nhanh chóng hoàn thành mọi việc. Bên trong nhẫn trữ vật của Viên Minh lại có thêm 7-800 linh thạch. Ngay lúc Viên Minh định quay người rời đi thì có một giọng nói từ bên cạnh truyền đến, "Ồ, không phải là Viên đạo hữu đó sao?" Viên Minh ngẩng đầu, nhìn thấy một nam tử áo vàng đi tới, chính là Thôi Vũ Nhiên lúc trước từng có duyên gặp mặt. "Thôi đạo hữu, đã lâu không gặp, cũng tới nơi này tiếp nhận nhiệm vụ." Viên Minh gập đầu hỏi. "Đúng vậy a, Hổ Uy Tán Minh không hạn chế người ngoài, ta tới nơi này tùy tiện nhìn qua." "Ồ, tu vi Viên đạo hữu đại tiến a, thật đáng mừng." Thôi Vũ Nhiên cảm ứng được khí tức trên thân Viên Minh đã thay đổi bèn cảm thấy hâm mộ, đồng thời cũng hoảng sợ. "May mắn đột phá mà thôi, tu vi Thôi đạo hữu không phải cũng tiến triển không nhỏ a." Viên Minh cười nói, "Trúc cơ trung kỳ há có thể đánh đồng với trúc cơ hậu kỳ. Tư chất tại hạ tầm thường, toàn bộ đều dựa vào ngoại lực phụ trợ, không cách nào so sánh với Viên đạo hữu ngươi." Thôi Vũ Nhiên lắc đầu nói, "Thôi đạo hữu quá khen." Viên Minh khẽ cười đáp. Ngay lúc này có một đại hán có râu quai nón đi tới bàn đá bàn giao nhiệm vụ, đứng cách đó hơn một trượng. Quét mắt nhìn Viên Minh rồi nói với Thôi Vũ Nhiên, "Thôi đạo hữu, chuyện đã xử lý xong rồi, chúng ta đi thôi." "Xem ra Thôi đạo hữu đã có việc bận, ta không quấy rầy hai vị nữa, cáo từ trước." Viên Minh cảm nhận Thôi Vũ Nhiên cũng không tệ, chỉ là trước mắt có việc bận rộn, không thể nói chuyện nhiều bèn nhân cơ hội nói. "Nhắc tới cũng trùng hợp, ta cùng Thạch đạo hữu của Hỏa Nguyên Tông mời được thêm mấy vị hảo hữu rồi, đang chuẩn bị tổ chức một buổi trao đổi hội nhỏ với nhau. Nếu Viên đạo hữu có rảnh, không ngại cùng đi xem sao?" Thôi Vũ Nhiên lại mở miệng mời. "Trao đổi hội cũng được." Viên Minh khẽ động tâm, lộ ra vẻ hứng thú. Trao đổi hội là buổi tụ tập thường gặp giữa các tu sĩ với nhau nhằm nghiên cứu thảo luận tâm đắc tu luyện, thảo luận thế cục giới tu hành, cũng có khi giao dịch những vật phẩm mà mình không cần đến. Từ khi Viên Minh bước vào tu tiên giới, dù từng nghe thấy nhưng vẫn chưa bao giờ tham gia vào hoạt động tương tự này, hôm nay xem như mở mang kiến thức cũng tốt. Đại hán râu quai nón nghe vậy chỉ lạnh lùng nhìn Viên Minh, mặt mang theo vẻ kiêu ngạo, tựa hồ như có chút bất mãn với việc Thôi Vũ Nhiên mời Viên Minh. Viên Minh thấy vậy cũng sẽ không chủ động chào hỏi đại hán râu quai nón này. Nhìn từ khí tức, người này cũng liền cũng chỉ ở trúc cơ trung kỳ mà thôi. Chẳng qua hắn đã từng nghe qua tông môn Hỏa Nguyên Tông này, không phải là tông môn mà Ô Lỗ phụng mệnh vào trộm lấy công pháp, sau đó lại xuất hiện trong đấu giá hội hay sao? Chương 316, đổi lấy tin tức. Viên Minh cùng đại hán râu hung theo Thôi Vũ Nhiên đi đến một tửu lâu ở gần đó, đoạn cả ba đi thẳng lên lầu ba, tiến vào một nhã gian có diện tích khá lớn. Chỗ này mặt sàn được trải thảm đỏ tươi, vách tường bốn phía được điêu khắc đồ án hoa cỏ, chim chóc tinh mỹ, trên đồ án còn có khảm nạm bảo thạch, tổng thể toát ra khí tức xa hoa. Ở giữa nhã gian có đặt một bàn gỗ lim tròn, quanh bàn có ba người đã ngồi sẵn, lần lượt là một thanh niên thân vận áo bào đen, bộ dáng khoảng 20 tuổi, một nữ tử trung niên thân hình phốp pháp và một lão giả tóc xám mặt mũi hồng hào. Mấy người đang nhỏ giọng bàn tán gì đó, thấy mấy người Thôi Vũ Nhiên bước vào, lập tức ngưng nói chuyện, cùng đưa mắt nhìn qua. "Ha ha, Thôi đạo hữu, các ngươi cuối cùng cũng đến." Lão giả áo xám là người đầu tiên đứng lên cười chào hỏi. "Đi đường chậm trễ để ba vị phải chờ lâu, chút nữa ta tự phát ba chén coi như bồi tội." Thôi Vũ Nhiên cười ha hả đáp. "Để ta giới thiệu với ba vị đạo hữu một chút, vị này Thạch đạo hữu, cao đầu của Hỏa Nguyên Tông Triệu Quốc, vị kia là Viên đạo hữu, là người quen cũ ta kết giao ở Đại Tấn." Tiếp đó, y xoay người đưa tay giới thiệu đại hán râu hùng và Viên Minh. Đại hán râu hùng vẫn giữ vẻ mặt ngạo mạn, chỉ khẽ gật đầu chào ba người xong liền kéo một cái ghế ngồi xuống. Trong khi đó, Viên Minh không có ra vẻ gì, chỉ đơn giản chắp tay chào ba người. Thôi Vũ Nhiên lại giới thiệu ba người quanh bàn, thanh niên áo bào đen họ Nguyễn, lão giả tóc xám họ Khúc, đều là tán tu Triệu Quốc.
tu sĩ trong sa mạc Hắc Phong luôn cảnh giác cao độ, trừ bạn bè thân thiết, đại số mọi người trong lúc giới thiệu chỉ nói họ của mình. Nữ tử phốt pháp tự giới thiệu tên Cố Tam Nương, xuất thân từ một môn phái nhỏ ở Triệu Quốc nhưng lúc trước rời tông đi du lịch, xem như là nửa tán tu. Viên Minh đưa thần thức quét qua, lập tức xác định tu vi ba người này. Thanh niên áo bào đen và lão giả tóc xám là trúc cơ trung kỳ, Cố Tam Nương là trúc cơ hậu kỳ. Hơn nữa pháp lực hùng hậu, cao hơn Viên Minh hẳn một đoạn, hiển nhiên là tiến vào trúc cơ hậu kỳ đã lâu. Mấy người khách sáo một phen xong cùng ngồi xuống. Thôi Vũ Nhiên gọi cả một bàn tiệc rượu phong phú, không những hương vị thơm ngon đặc biệt mà trong đó còn không thiếu nguyên liệu nấu ăn ẩn chứa linh lực. Ăn vào bụng cũng giúp ích ít nhiều với tu vi bản thân. Thôi Vũ Nhiên và lão giả tóc xám đều là người giỏi ăn nói, qua một bữa tiệc, mấy lần nâng lên hạ xuống. Đại hán dâu hùng cũng bớt đi vẻ xa cách ngạo mạn, thỉnh thoảng còn trò chuyện mấy câu với người khác. Ba vị lúc trước hình như đang nói tới chuyện táng hồn uyên, chỗ đó lại xảy ra chuyện gì sao? Viên Minh trong hơi động, hắn cũng đã từng nghe qua về địa danh này. Táng hồn uyên là một khu vực đặc biệt nằm sâu trong sa mạc Hắc Phong, địa thế nơi đó thấp thấy rõ so với xung quanh, thoạt nhìn giống như một vực sâu cực kỳ rộng lớn. Ở đó gió đen xuất hiện với tần suất rất cao, các loại yêu trùng kỳ dị đông đảo. Nghe nói còn có một kiểu nguy hiểm khác mà dù là tu sĩ kết đan kỳ đi vào cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra, thế nên nó được tu sĩ sa mạc Hắc Phong gọi là táng hồn uyên. À, kỳ thực cũng không phải chuyện lớn gì, trước đây mấy tháng có người ở gần táng hồn uyên thấy trong đó có khí đen dày đặc bốc lên với phạm vi rất rộng, rất lâu mới tiêu tan. Lão giả tóc xám nói, có chuyện lạ như vậy thật sao? Đừng có là tin đồn thổi đó nha. Thôi Vũ Nhiên nói, việc này không phải lời đồn, khí đen bốc lên mãi mới tiêu tan, khá nhiều tu sĩ tận mắt thấy nên chắc chắn không phải giả dối. Cố Tam Nương mở miệng bổ sung, tiếng nói trầm to như trâu già. Nếu Cố đạo hữu cũng xác nhận, vậy thì chắc chắn không sai. Chỉ là không biết khí đen kia có phải dấu hiệu bảo vật sắp xuất thế không? Thôi Vũ Nhiên xoa xoa cằm, nói. Điều này rất khó nói, nơi như táng hồn uyên kia, ngoài tiền bối kết đan kỳ ra, ai dám tự tiện xâm nhận, cứ coi như có bảo vật gì thật thì cũng chẳng liên quan tới chúng ta. Thanh niên áo bào đen nói, dị biến như thế đúng là kỳ dị, chẳng biết Ngũ Lôi Tông, Chân Cương Môn, còn cả Hắc Mạc Tán Minh có phái người tới điều tra không? Thôi Vũ Nhiên hỏi. Mọi người chuyện phiếm một hồi, trong đó thỉnh thoảng nhắc tới chuyện tu luyện, mà mọi người ai cũng có tâm đắc, kinh nghiệm riêng về việc này nên sau một phen giao lưu, ai cũng đều thu hoạch được không ít. Viên Minh dùng một ít tâm đắc, trải nghiệm trên phương diện công pháp thuộc tính mộc để đổi lấy mấy hạng mục cần lưu tâm ở trúc cơ hậu kỳ từ chỗ Cố Tam Nương, cảm thấy chuyến đi này không tệ. Thời gian thoáng cái đã chuyển về đêm, sự hào hứng của mọi người không giảm, trái lại còn tăng lên, cuối cùng vào chủ đề chính, bắt đầu nhắc tới việc liên quan tới trao đổi hội. Chỉ có điều hết thảy ở đây cũng chỉ có sau người, thực sự là hơi ít nên Thôi Vũ Nhiên đề nghị gọi thêm một số đạo hữu nữa. Trải qua buổi giao lưu này, mấy người không còn cảm giác xa lạ, đề phòng lẫn nhau như trước, thậm chí mỗi người còn đưa phù truyền tin mình dùng. Chỉ qua chốc lát, lại thấy có 7, 8 tu sĩ tiến đến, trao đổi hội chính thức bắt đầu. Ngoại trừ Viên Minh, những người tham dự đều đã có chuẩn bị trước. Lão giả tóc xám xuất ra một viên phá trương đan hiếm thấy, dùng nó khi tu vi gặp bình cảnh có thể gia tăng tỷ lệ đột phá, với tu sĩ trúc cơ kỳ cũng có hiệu quả nhất định. Vật trao đổi của thanh niên áo bào đen là một kiện pháp khí cực phẩm hư hại, uy lực so với pháp khí thượng phẩm lợi hại còn mạnh hơn không ít, có điều là hạn chế số lần sử dụng. Cố Tam Nương thân là tu sĩ xuất thân từ một môn phái nhỏ, lấy ra một khối khổ đồng mộc có thể dùng luyện chế pháp khí cực phẩm. Về phần những người khác cũng đều ra xuất ra những thứ giá trị không thấp, tuyệt không có món nào phế thải. Viên Minh dùng 10 nén tử huyền hương, 2 phần vật liệu yêu thú đổi lấy 2 khối khoáng thạch mang lực lượng lôi điện dồi dào từ một tu sĩ mới tới. Hắn không định luyện chế pháp khí thuộc tính lôi mà là chuẩn bị cho Lôi Vũ. Sa mạc Hắc Phong khí hậu khô nóng, nửa giọt mưa còn khó thấy, gần như sẽ không có lôi điện chi lực để hấp thu khiến tu vi Lôi Vũ đình trệ đã lâu. Lúc đến lượt Viên Minh, hắn do dự một chút rồi lấy 3 kiện vật liệu đặt lên bàn, lần lượt là một kiện giáp trụ màu vàng đất, một gai nhọn màu tím cong như móc câu và một khối khoáng thạch màu lục, xung quanh có ánh sáng màu lục mờ mờ chớp động. Giáp trụ màu vàng là vỏ ngoài của một con xuyên nham giáp cấp 2 bậc trung, gai nhọn màu tím là nọc của tử văn hạt cấp 2 bậc cao,
cả hai đều là chiến lợi phẩm mà Hoa Chi có được khi săn giết yêu thú trong sa mạc Hắc Phong. Khoáng thạch màu lục có tên là Tùng Đào Thạch, là một khối linh tài cực phẩm trong pháp khí chữ vật của Tả Khinh Huy. Ba món vật liệu đều tỏa ra sóng linh khí bức người khiến mọi người ở đây đều ghé mắt nhìn qua. Ha ha, viên đạo hữu đúng là thâm tàng bất lộ, chẳng hay đạo hữu muốn đổi thứ gì. Lão giả họ Khúc hỏi, viên mỗ muốn dùng ba vật liệu này đổi lấy một tin tức. Viên Minh đáp, viên đạo hữu muốn tin tức gì? Cố Tam Nương nhìn chằm chằm khối Tùng Đào Thạch kia, nàng đang định luyện chế một món pháp khí thuộc tính mộc, vừa vặn cần dùng tới khối Tùng Đào Thạch này. Tương đối thực tế, phương pháp có thể hỗ trợ kết đan hoặc thông tin để lấy được phương pháp đó đều được. Nếu giá trị thông tin vượt quá giá trị ba kiện linh tài, viên mũ có thể bỏ thêm linh thạch để bù vào. Viên Minh nói, hồn đan bí thuật dù có thể gia tăng 5 thành tỷ lệ kết đan, nhưng tư chất hắn quả thực không tốt, để nâng tối đa xác suất thành công, nhất định phải tìm thêm biện pháp khác. Vừa nói, Viên Minh vừa tỏa thần thức quan sát kỹ càng vẻ mặt mọi người ở đây. Tất cả những người ở đây hiện tại đều là tu sĩ trúc cơ kỳ tới từ nhiều nơi khác nhau, nói không chừng trong số họ có lẽ có người từng tiếp xúc qua loại bí pháp này. Hắn cũng không trông đợi ở đây thực sự có người có thể cung cấp phương pháp phụ trợ kết đan. Chỉ cần người nào đó lộ vẻ khác thường, hắn lập tức có thể dùng hương đen phụ thể, thi triển hồn ấn moi thông tin của đối phương. Những người ở đây đưa mắt nhìn nhau, nhất thời không ai nói chuyện, cũng không có ai lộ vẻ khác thường. Viên Minh nhíu mày, nhìn về phía Cố Tam Nương và một thanh niên tóc đỏ mới tới. Hai người này tu vi đã tới trúc cơ hậu kỳ, nếu có lòng đột phá kết đan kỳ thì ít nhiều cũng sẽ bắt đầu để ý đến một vài biện pháp phụ trợ đột phá. Viên đạo hữu đừng nhìn ta, thiếp thân tư chất không tốt, có thể có cảnh giới bây giờ toàn là nhờ đan dược trồng chất, đã không còn tiềm lực lên thêm nữa, nào dám hy vọng xa vời kết đan. Cố Tam Nương cười khổ, lắc đầu nói, thanh niên tóc đỏ chỉ lẳng lặng uống trà, không để ý đến Viên Minh. Viên Minh im lặng một lúc, song đang định cất ba món vật liệu đi. Ta ở đây có hai biện pháp, viên đạo hữu có thể xem. Một giọng nói từ bên cạnh truyền tới, không ngờ là Thôi Vũ Nhiên. Thôi đạo hữu có biện pháp, Viên Minh lộ vẻ kinh ngạc. Những người ở đây cũng nhìn qua. Có điều ta phải nói trước, hai phương pháp này đều là tình cờ có được, một trong đó xem như có thể dựa vào. Một cái khác chưa được nghiệm chứng thật giả, có thực sự hiệu quả hay không, tại hạ cũng không dám hứa chắc. Thôi Vũ Nhiên lấy một tấm thẻ ngọc ra, nói. Có một phương pháp đáng tin là đủ rồi, Viên Minh vui vẻ nói. Nghe vậy, Thôi Vũ Nhiên bèn dùng pháp lực bọc lấy thẻ ngọc đưa tới. Những người khác đều nhìn chằm chằm vào thẻ ngọc, trên mặt đầy vẻ thèm muốn. Dù với tuyệt đại đa số tu sĩ trúc cơ kỳ mà nói, kết đan là chuyện quá xa tầm với, nhưng chỉ cần có một chút xíu hy vọng, chẳng có ai không muốn tiến thêm một bước. Đúng vào lúc này, một bàn tay màu đỏ do pháp lực ngưng tụ thành đột nhiên từ bên cạnh duỗi qua tóm lấy thẻ ngọc. Văn đạo hữu làm vậy là có ý gì? Viên Minh sầm mặt, nhìn về phía bàn tay màu đỏ, chủ nhân của nó chính là thanh niên tóc đỏ kia. Văn Mỗ cũng rất hứng thú với bí pháp kết đan này, vụ giao dịch này để Văn Mỗ cùng tham gia nhé. Thanh niên tóc đỏ cười nói, đồng thời phóng thức về phía thẻ ngọc. Ánh mắt Viên Minh đột nhiên trở nên lạnh lẽo, ngay tiếp đó một bóng đao đỏ ngòm bắn ra, theo một tiếng xoẹt, chặt đứt bàn tay đỏ máu kia. Thẻ ngọc cũng bị đao quang quấn lấy kéo bay trở về, thần thức do thanh niên tóc đỏ phóng ra vừa mới đụng vào huyết quang liền bị một cỗ khí tức máu tanh hung hãn đánh nát. Khoản giao dịch này là ta và Thôi đạo hữu bàn bạc với nhau trước, nếu các hạ cũng muốn hai bí pháp kết đan này thì đi thương lượng với Thôi đạo hữu đi. Viên Minh từ tốn nói, thanh niên tóc đỏ ánh mắt lạnh lùng, lòng bàn tay hiện ô quang, ngay sau đó một cây trường tiên đen bóng xuất hiện, cánh tay gã chợt lắc một cái. Pháp khí cực phẩm, mọi người ở cùng hô khẽ, nhất thời ai nấy cùng lộ vẻ ngưng trọng. Trong khi Viên Minh lại chẳng tỏ vẻ gì, chỉ hơi xoe năm ngón tay ra, theo đó thẻ ngọc màu trắng tiếp tục bay về phía sau. Ánh đao đỏ lòm kia lại lần nữa bắn ra, lóe lên một cái rồi biến mất, khi hiện ra đã chém vào chỗ giữa cây trường tiên. Chỗ này chính là phần có pháp lực yếu nhất trên trường tiên, tu sĩ bình thường khó mà phát hiện. Nhưng Viên Minh thần thực cực kỳ cường đại, vừa đảo qua một cái đã nắm tình hình cây trường tiên này rõ như lòng bàn tay. Một tiếng chát nhỏ vang lên, tức thì trường tiên màu đen bị đánh bay về sau, quất ngược tới người thanh niên tóc đỏ. Huyết quang cũng lộ ra bản thể chính là hóa huyết đao, cùng lúc ấy,
một cỗ khí tức tanh máu âm hiểm chạy dọc trường tiên, truyền vào trong người thanh niên tóc đỏ. Thanh niên tóc đỏ chỉ thấy gân mạch tê dại, khí huyết trong lục phủ ngũ tạng sôi trào, miệng muốn nôn mửa, vô cùng khó chịu. Thanh niên tóc đỏ mặt mày tràn đầy vẻ hung ác, cùng với đó cả cây trường tiên màu đen bùng lên một tầng lửa đen, chỉ chớp mắt sau đó, một cỗ khí tức âm hàn cường đại bộc phát ra. Các bạn đang nghe chuyện tiên giả của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 317, Hai biện pháp. Văn đạo hữu, xin dừng tay. Thôi Vũ Nhiên kinh hãi, vội vung tay áo phóng mấy luồng sáng trắng ra xung quanh, hình thành một màn sáng kết giới bên trong căn phòng. Thanh niên tóc đỏ lại như mắt điếc tai ngơ, hai mắt lờ mờ thấy nổi lên những tơ máu giống như đánh mất lý trí, đồng thời quất trường tiên đập nát cái bàn, sau đó lại điều khiển nó một lần nữa cuốn tới phía Viên Minh. Mấy người ở cạnh Viên Minh cũng bị ngọn lửa đen bên trên trường tiên tác động tới, kinh sợ vội vàng lùi về sau tránh né. Viên Minh nhíu mày, thấy tên này đúng là cố chấp không buồn, bèn phất tay áo vung lên. Huyết quang trên hóa huyết đao chợt hiện, tức thì đao này lại một lần nữa hóa thành một đạo huyết quang bắn tới với tốc độ nhanh hơn trước gấp bội, chỉ lóe lên một cái đã tới trước người thanh niên tóc đỏ. Thanh niên tóc đỏ kinh hãi, vội vàng vận chuyển công pháp hộ thể, theo đó vô số ngọn lửa đen lăng không toát ra, bao phủ cơ thể gã ở bên trong. Đồng thời trong tay gã chợt có ánh xanh xuất hiện, một pháp khí hình giỏ trúc từ đó phóng tới phía huyết hoa đao. Nhưng hóa huyết đao bỗng nhoáng cái biến mất, ngay sau đó khắp xung quanh người gã hiện ra chính chuôi phi đao đỏ ngòm, tất cả đều tỏa ra khí tức bén nhọn, nhất loạt hung hăng đâm tới. Thanh niên tóc đỏ hoảng hốt, nhất thời không biết nên dùng pháp khí giỏ trúc chặn thanh huyết đao nào. Chỉ một thoáng do dự như thế, gã đã đánh mất cơ hội cuối cùng, chín chuôi phi đao cùng đâm lên người gã, trong khi ngọn lửa đen gần như chẳng có tác dụng gì, dễ dàng bị đâm xuyên qua. A! Thanh niên tóc đỏ kêu lên thảm thiết, lửa quanh thân tan biến. Gã lảo đảo một vòng rồi ngã vật xuống, phần ngực bị đâm xuyên ra một lỗ máu. Ngay sau đó, một lực lượng âm hiểm mạnh gấp 10 trước đó nhanh chóng lan tràn khắp người gã, những nơi mà nó đi qua, thân thể gã bỗng chết lặng, trở nên vô lực không thể động đậy nổi. Thấy cảnh này, ai nấy trong phòng đều lộ vẻ kinh ngạc, hồi lâu không có ai mở miệng lên tiếng. Viên Minh bấm niệm pháp quyết tán đi hồn lực quấn quanh hóa huyết đao, giải trừ huyễn thuật, tiếp đấy chín chuôi huyết đao hợp thành nhất thể, lóe huyết quang bay về trong tay áo hắn. Trong hãm xa thành nghiêm cấm đấu pháp, giết người càng là cấm kỵ, hắn không muốn gây ra phiền phức quá lớn. Nếu không dù không thôi động hóa huyết đao, chỉ với huyết độc của đao này là cũng có thể dễ dàng lấy mạng thanh niên tóc đỏ. Viên Minh không để ý tới thanh niên tóc đỏ nữa, đưa thần thức vào trong thẻ ngọc xem xét. Văn đạo hữu, Thôi Vũ Nhiên vội chạy tới đỡ thanh niên tóc đỏ dậy. Trên mặt thanh niên tóc đỏ hiện lên một tầng ánh sáng màu màu, giống như đang thi triển một môn bí pháp, rất nhanh sau đó tay chân gã đã khôi phục năng lực hành động. Các hạ thực lực cao cường, Văn Mỗ nhận thua, món nợ này ngay sau chúng ta lại tính. Gã tránh không để Thôi Vũ Nhiên đỡ mình, đoạn lấy ra một tấm phù lục màu xanh lá, dán nó lên vết thương trước ngực rồi lảo đảo rời đi. Viên Minh cứ để mặc kệ gã, hắn lúc này đang bận dùng thần thức xem xét nội dung trong thẻ ngọc. Những người còn lại thấy việc chẳng liên quan mình nên cũng không nói gì thêm. Trong thẻ ngọc có ghi biện pháp, đầu tiên là một môn gọi là Di Hoa Tiếp Mộc Đại Pháp. Thuật này khá huyền diệu, lợi dụng nó có thể đặt một viên yêu đan của yêu thú cấp 3 vào trong đan điện, sau khi luyện hóa yêu đan thành công có thể dùng nó làm kim đan. Nhưng môn bí pháp này có rất nhiều hạn chế, đầu tiên là thuộc tính của yêu đan phải giống hệt tu sĩ, nếu có bất kỳ sai lệch nào dù là nhỏ cũng không thể thành công. Tiếp đấy là trong quá trình luyện hóa, cần kiên trì đè ép những ảnh hưởng do tàn hồn yêu thú bên trong yêu đan gây ra. Chỉ cần có thể sống qua hai ải này là có được 7-8 phần kết đan thành công. Nhưng kim đan được ngưng kết theo kiểu đi tắt này kém xa so với kim đan chân chính, chẳng những không có tác dụng nâng cao tuổi thọ mà đánh mất khả năng đột phá sau này. Ngoài hai khuyết điểm lớn này, kim đan ngưng tụ bằng Di Hoa Tiếp Mộc Đại Pháp cũng có một ưu thế. Đó chính là tu sĩ có thể kế thừa hoàn mỹ lực lượng ẩn chứa bên trong yêu đan, thậm chí còn có thể thi triển ra bản mệnh thần thông của yêu thú. Loại bí pháp thứ hai thì tương đối bình thường, nội dung bên trong có nhắc tới một loại linh dịch gọi là tẩy đan. Tẩy đan linh dịch có thể gột rửa đan điền tu sĩ, tinh lọc pháp lực trong đan điền khiến quá trình kết đan thêm thuận lợi.
Chỉ có điều nội dung trong thẻ ngọc không nói chỗ có thể mua được tẩy đan linh dịch này, chỉ mơ hồ đề cập mười mấy năm trước từng có người thấy nó ở Tử Lôi Thành. Tử Lôi Thành, Viên Minh trong lòng tự nói, Tử Lôi Thành chính là một trong những tòa thành lớn nhất trong sa mạc Hắc Phong. Nó nằm trong khu vực do người Triệu Quốc khống chế, thuộc quyền kiểm soát của Ngũ Lôi Tông. Thành này không chỉ lớn gấp 10 hãm xa thành mà độ phồn hoa cũng vượt xa nơi đây. Thôi đạo hữu, vừa rồi người nói trong hai phương pháp này, cái nào là đáng tin cậy, cái nào là chưa được nghiệm chứng. Viên Minh nhìn về phía Thôi Vũ Nhiên, truyền âm hỏi. Có thể tin tưởng sử dụng là loại thứ hai, dùng tẩy đan linh thạch, cái này ta từng nghe từ Tử Lôi Thành. Còn về Di Hoa Tiếp Mộc Đại Pháp, ta lấy được từ trên một cái xác, còn chưa nghiệm chứng lần nào. Thôi Vũ Nhiên truyền âm trả lời. Vừa nói xong, y lại truyền âm tạ lỗi, Viên đạo hữu, chuyện vừa rồi hết sức xin lỗi. Vị Văn đạo hữu kia bình thường đối xử với mọi người cũng khá ôn hòa, chẳng hiểu sao hôm nay lại phát cuồng, xin đạo hữu thứ lỗi. Không sao, lai lịch của Di Hoa Tiếp Mộc Đại Pháp này, chẳng hay thôi đạo hữu có thể nói chi tiết một chút không? Viên Minh truy vấn. Đương nhiên có thể, mấy năm trước khi ta đang đi săn giết yêu trùng trong sa mạc Hắc Phong, ngẫu nhiên phát hiện một cái xác đã phân hủy từ lâu. Trên ngón tay có một cái nhẫn chữ vật, bên trong đó có một bản chép tay ghi lại môn Di Hoa Tiếp Mộc Đại Pháp này. Thôi Vũ Nhiên truyền âm đáp. Viên Minh im lặng không nói. Trong hai cách này, cách thứ hai có thể tới Tử Lôi Thành chứng thực, nhưng cái thứ nhất, lý do thoái thác kia gần như chẳng có cách nào để truy tra, càng không thể nào nghiệm chứng, quan trọng nhất là tai họa. Ngầm quá lớn, chỉ mỗi việc sau này không thể đột phá thôi cũng đủ khiến hắn không thể chấp nhận được. Nếu Viên đạo hữu chưa tin, tại có thể dùng tâm ma thế, lời ta vừa nói tuyệt không giả dối, nếu sai nguyện chịu tâm ma quấy nhiễu, mất hết tu vi, biến thành phàm nhân. Thôi Vũ Nhiên nghiêm mặt truyền âm. Nghe Thôi Vũ Nhiên thề thốt, Viên Minh liền im lặng một lát, sau đó cất ngọc giản đi, cầm ba kiện linh tài trên bàn lên đưa cho Thôi Vũ Nhiên. Giao dịch rất nhanh lại tiếp tục, nhưng bởi Viên Minh vừa mới thể hiện thần thông kinh người khiến ai nấy đều ít nhiều cảm thấy áp lực, miệng câm như hến, bầu không khí thua xa lúc trước. Viên Minh tiếp đó vẫn tiếp tục giữ im lặng, không xuất thủ lần nào nữa. Sau gần nửa canh giờ, trao đổi hội nhanh chóng kết thúc, cả đám nhao nhao cáo từ. Viên Minh đứng dậy toan rời đi thì Thôi Vũ Nhiên truyền âm gọi lại, nói là có chuyện muốn bàn. Thôi đạo hữu, có chuyện gì sao? Viên Minh hỏi. Thôi Vũ Nhiên phất tay mở ra một kết giới, tiếp đó lấy ba kiện vật liệu ra, đẩy chúng về phía Viên Minh. Thôi đạo hữu thế này là ý gì? Viên Minh trầm mặc một chút rồi hỏi. Vừa rồi trong lúc giao dịch, nếu ta từ chối không thu ba kiện vật liệu này, e là sẽ ảnh hưởng tới tiến trình trao đổi hội. Hai phương pháp kia đều là do Thôi Mỗ chẳng phí mấy sức mà có được, há có thể nhận ba món vật liệu quý báu của đạo hữu. Huống hồ chúng ta là bạn cũ, chỉ là hai môn bí pháp mà thôi, coi như ta chúc Viên đạo hữu sớm ngày kết đan. Thôi Vũ Nhiên cười ha ha nói. Nghe những lời này xong, Viên Minh trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, đưa tay đẩy ba kiện vật liệu lại, nói, Thôi đạo hữu nói đùa rồi. Bí thuật phụ trợ kết đan quý giá cỡ nào, Viên Mỗ sao có thể nhận không? Thôi đạo hữu nếu còn lời khác, xin cứ nói thẳng. Nếu Viên đạo hữu đã nhìn ra, vậy tại hạ xin nói thẳng. Thôi Mỗ đúng là có chuyện muốn nhờ, ba món vật liệu này cứ coi như lễ gặp mặt đi, sau khi chuyện thành công sẽ còn thâm tạ thêm 5.000 linh thạch nữa. Thôi Vũ Nhiên cười ngượng xong liền nghiêm mặt nói, 5.000 linh thạch. Đạo hữu trước tiên có thể nói một chút xem là chuyện gì không? Viên Minh nhíu mày hỏi. Cũng không phải chuyện gì phức tạp, chỉ là săn giết hai con yêu thú mà thôi. Viên đạo hữu thực lực cao cường, rất thích hợp với nhiệm vụ này. Thôi Vũ Nhiên nói. Nếu chỉ là đối phó hai yêu thú bình thường, một mình thôi đạo hữu cũng đủ, dù có mời người đi chung thì cũng sẽ không có cái giá 5.000 kia. Thế nên hai con yêu thú mà đạo hữu muốn săn giết, chắc không phải là hai yêu thú cấp 3 đó chứ. Viên Minh nhìn thật sâu Thôi Vũ Nhiên một chốc rồi hỏi. Là ta muốn tiêu diệt một cặp xích kim ngô công cấp 2 bậc cao. Xích kim ngô công thực lực siêu quần, con đực con cái phối hợp chung còn có thể đẩy chiến lực của chúng tăng vọt, so với yêu thú cấp 3 cũng không kém bao nhiêu. Nhưng mà Viên đạo hữu yên tâm, nhiệm vụ lần này cũng không, phải chỉ có hai người chúng ta, còn có mấy vị tu sĩ trúc cơ kỳ tham gia nữa. Cả hội dùng lực lượng trận pháp để đối phó hai con yêu trùng kia cũng không có nguy hiểm quá lớn. Thôi Vũ Nhiên nói, giải thích từ ngô công là con rết. Hết giải thích,
Xích Kim Ngô Công. Ánh mắt Viên Minh lóe lên một tia khác thường. Xích Kim Ngô Công là một loại yêu trùng thuộc tính kim, có thể gặm ăn vật đồ kim loại, thân thể vô cùng cứng chắc. Pháp khí cực phẩm cũng khó có thể tổn thương nó, là một trong những yên trùng lợi hại nhất ở sa mạc Hắc Phong. Khoảng thời gian này hắn có tiếp xúc với Lỗ Đại Sư, nghe đối phương nhiều lần nói muốn có một cặp thi thể Xích Kim Ngô Công để luyện chế khí cụ của một bộ trận pháp đặc biệt. Chỉ có điều số lượng Xích Kim Ngô Công rất ít, lần gần đây nhất chúng xuất hiện đã là mười mấy năm trước. Lỗ Đại Sư có treo thưởng nhiệm vụ trong mấy tán minh mà tới nay vẫn chưa có người hoàn thành, chẳng ngờ Thôi Vũ Nhiên lại tìm được tung tích Xích Kim Ngô Công. Nhiệm vụ này đúng là có thể thử một lần, nếu có thể có được thi thể Xích Kim Ngô Công là có thể bán một món ân tình cho Lỗ Đại Sư. Về sau có mời y luyện chế trận pháp cũng thuận tiện hơn nhiều. Dù hắn có không vì Lỗ Đại Sư thì vẫn có thể nhận nhiệm vụ này, bởi thù lao 5.000 linh thạch kia thực sự quá mê người. Viên Minh hiện tại muốn dùng phân hồn khống chế Tả Khinh Huy, tương đương với hai tu sĩ trúc cơ kỳ cùng tu luyện, tiêu tốn rất nhiều. Trong khi linh thạch trên người chẳng còn bao nhiêu, nếu chỉ dựa vào hoa chi săn giết yêu trùng để kiếm linh thạch thì sẽ vô cùng thiếu thốn. Nhiệm vụ này là do Lỗ Đại Sư của Địa Linh các ban bố sao? Viên Minh hỏi. Lỗ Đại Sư? Dĩ nhiên không phải, đây là nhiệm vụ do Phủ Thành Chủ tuyên bố, nghe nói là săn giết cho một trưởng lão kết đan kỳ của Ngũ Lôi Tông, vị trí Xích Kim Ngô Công cũng là do bọn họ cung cấp. Phủ Thành Chủ còn có việc khác nên không thể phái cao thủ đi nên mới nhờ đám tán tu chúng ta đi làm. Thôi Vũ Nhiên khẽ giật mình, lắc đầu đáp. Ngũ Lôi Tông? Viên Minh hơi híp mắt lại. Khu vực Hãm Sa Thành nằm trong phạm vi thế lực Triệu Quốc. Sa mạc Hắc Phong tài nguyên phong phú, các tông môn có thực lực của Triệu Quốc đều nhúng tay chỗ này. Giống như Hãm Sa Thành này là nằm dưới quyền quản lý của một tông môn tu tiên Triệu Quốc có tên là Hoàng Sa Phái. Thân là đệ nhất tông môn Triệu Quốc, Ngũ Lôi Tông đương nhiên không bỏ qua miếng bánh béo bở như sa mạc Hắc Phong, từ lâu đã phái một lượng lớn trưởng lão, đệ tử tới chiếm cứ nơi này. Bởi sa mạc Hắc Phong vô cùng hỗn loạn nên ở đây Ngũ Lôi Tông cũng thi hành kiểu thống trị cứng rắn, gặp bất kỳ người hay thế lực nào dám khiêu chiến sẽ đều ra tay diệt sát ngay. Bằng vào thực lực và thủ đoạn cứng rắn, tanh mau của mình, Ngũ Lôi Tông tạo dựng được uy danh hiển hách vượt xa các thế lực khác ở trong phạm. Vì thế lực Triệu Quốc, Ngũ Lôi Tông chính là hoàng đế, chỉ cần ra lệnh một tiếng, mấy chục thành trì ngầm đều phải nghe theo. Viên Minh trầm mặc suy tính. Nếu là Ngũ Lôi Tông muốn săn giết hai con Xích Kim Ngô Công, cứ coi như việc thành công thì thi thể hai con rết này cũng không đến lượt mình, lẽ nào phải từ bỏ cơ hội này? Chương 318: Săn giết. Viên đạo hữu chẳng lẽ không có hứng thú? Nhiệm vụ lần này rất khó có được, ta cũng là nhớ quen biết một vị quản sự trong phủ thành chủ mới có thể mời người khác tham gia nhiệm vụ lần này, đừng bỏ lỡ cơ hội hiếm nha. Thấy vẻ mặt Viên Minh, Thôi Vũ Nhiên vội nói. Đa tạ Thôi đạo hữu coi trọng, chỉ là ta vừa mới đột phá trúc cơ hậu kỳ, cảnh giới còn chưa ổn định, chỉ đành tiếc nuối từ chối ý tốt của người. Cơ mà ta có hai vị bằng hữu, tu vi bọn họ tuy kém ta một chút nhưng thần thông không nhỏ, hai ngươi liên thủ thì thực lực không dưới ta, không biết họ có thể tham gia nhiệm vụ lần này không. Về chuyện thù lao, sau khi săn giết thành công, đưa hai người bọn họ tổng cộng 5.000 linh thạch là được. Viên Minh suy nghĩ một chút rồi nói. Chuyện này, Thôi Vũ Nhiên làm bộ khó nghĩ. Nếu Thôi đạo hữu thấy không tiện thì thôi, xin hãy nhận lấy ba kiện vật liệu này. Viên Minh nói. Viên đạo hữu đã hết lòng như vậy, thực lực hai vị đạo hữu kia nhất định không tầm thường. Ta sẽ nói lại chuyện này với vị quản sự phủ thành chủ kia, ngươi chờ tin của ta. Thôi Vũ Nhiên lấy phù truyền tin ra đưa cho Viên Minh, nói. Viên Minh dĩ nhiên đáp ứng. Hai người chuyện phiếm thêm mấy câu rồi nhanh chóng cáo từ rời đi. Viên Minh quay về chỗ ở tiếp tục ngồi tĩnh tọa. Kết quả chưa tới một canh giờ đã nhận được câu trả lời chắc chắn từ Thôi Vũ Nhiên. Nói vị quản sự phủ thành chủ kia đã đồng ý, hẹn sáng sớm ngày mai tập ở lối vào cửa thành. Chủ nhân, ngài nói hai người đi thay ngài hẳn là chỉ ta và Kim Cương. Ta thực sự không muốn đi chung với con khỉ thối kia. Hoa Chi bất mãn phàn nàn. Kim Cương hiện tại đang trong lúc bế quan, nhất thời sẽ không xuất quan, lần này là người và Tả Khinh Huy cùng nhau hành động. Viên Minh nói, Tả Khinh Huy, hắn cũng tạm được, dù gì cũng tốt hơn con khỉ thối kia. Hoa Chi hơi giật mình, song bèn truyền âm nói như tự nói. Trong hơn một năm qua, nó không ngừng săn giết các loại yêu trùng, thực lực tiến bộ rất nhanh,
đã tiệm cận cấp 2 bậc cao, thực lực hiện tại cao hơn Tả Khinh Huy khá nhiều. Sáng ngày hôm sau, trên một khoảng đất trống cách phủ thành chủ không xa, Thôi Vũ Nhiên thấy hai vị bằng hữu của Viên Minh. Một người thân hình cao gầy, mặc áo choàng đen che kín cả người, một người khác dĩ nhiên là Tả Khinh Huy. Tả Khinh Huy lúc này nuôi tóc để râu che kín nửa khuôn mặt, lại còn biến đổi khí tức và màu da trên thân nên dù đệ tử thân truyền của gã tới đây cũng chưa chắc có thể nhận ra ngay được. Về phần người mặc áo bào đen thì đương nhiên chính là Hoa Chi. Hai vị là Tả đạo hữu và Hoa đạo hữu nhỉ? Hạnh ngộ, ta giới thiệu với hai vị một chút, vị là Liêu quản sự của phủ thành chủ. Thôi Vũ Nhiên giới thiệu người đàn ông trung niên dáng mập lùn, da ngăm đen đứng bên cạnh. Người này cái đầu thấp bé, chỉ đứng chắp tay nhưng khí thế trên thân lại khiến người ta không thể coi thường. Ha ha, bằng hữu mà Thôi đạo hữu giới thiệu quả nhiên không phải kẻ tầm thường, Hoa đạo hữu thực lực hẳn là sắp đạt tới trúc cơ hậu kỳ rồi nhỏ. Tả đạo hữu tu vi cũng không tầm thường, có hai vị đây tương trợ, nhiệm vụ lần này xem ra chỉ là chuyện nhỏ. Liêu quản sự ha ha cười nói, không hề có vẻ xa cách, kiêu ngạo. Liêu đạo hữu quá khen, Tả Khinh Huy khách khí đáp. Hoa Chi trầm mặc đứng bên cạnh chỉ khẽ gật đầu, không lên tiếng chào hỏi Liêu quản sự. Liêu đạo hữu, Thôi đạo hữu. Hoa đạo hữu là người câm bẩm sinh chứ không có ý thất kính với hai vị, xin chớ trách. Tả Khinh Huy giải thích, không sao. Liêu quản sự nhíu mày nhìn Hoa Chi một chút rồi nói. Chúng ta bao giờ xuất phát? Tả Khinh Huy hỏi. Còn hai vị đạo hữu chưa tới, phiền hai vị chờ một lát. Không đợi Liêu quản sự mở miệng, Thôi Vũ Nhiên chủ động đáp. Tả Khinh Huy ừng một tiếng rồi cùng Hoa Chi đứng qua một bên. Hai người kia rất nhanh đã xuất hiện, với Viên Minh mà nói thì đó đều là người quen. Hai người này đều đã tham gia trao đổi hội hôm qua, một là Cố Tam Nương, người kia là đại hán râu hùng tự xưng Thạch Xuyên, tới từ Hỏa Nguyên Tông. Tả Khinh Huy thần sắc hơi động, xem ra việc Thôi Vũ Nhiên mời mấy người tham gia trao đổi hội hôm qua là có thâm ý khác. Thôi Vũ Nhiên giới thiệu hai bên với nhau một chút, còn Liêu quản sự lại tiếp tục khách khí chào hỏi hai người. Người đã tới đủ, chúng ta lên đường luôn thôi. Nói đoạn, Liêu quản sự vung tay lên, một bóng mờ từ đó bắn ra, đón gió to lên, huyễn hóa thành một phi thuyền bạch ngọc trắng như tuyết. Sau đó, Liêu quản sự liền dẫn đầu tung mình nhảy lên thuyền. Thôi Vũ Nhiên và bốn người cũng nhảy lên theo. Phi thuyền bồng bềnh bay lên, song lập tức hóa thành một đường cầu vồng màu trắng bắn vọt đi, chỉ chốc lát đã biến mất ở phía xa chân trời. Liêu quản sự dẫn năm người bay thẳng một mạch về phía tây bắc, sau tròn một ngày một đêm mới dừng lại, đáp xuống một hẻm núi bên trong sa mạc. Liêu đạo hữu, chỗ này hình như không còn nằm trong phạm vi thế lực Triệu Quốc nữa thì phải. Thạch Xuyên nhìn địa hình xung quanh, cảnh giác hỏi. Nơi này hình như đã đến Tần Quốc. Cố Tam Nương cũng lên tiếng thắc mắc. Tả Khinh Huy và Hoa chỉ nhìn ngó hai bên một chút chứ không lên tiếng. Ha ha, hai vị đúng là hảo nhãn lực. Nơi này đúng là đã tới địa bàn Tần Quốc, nhưng cũng chỉ phần rìa mà thôi, sẽ không đụng phải ngươi của tông môn tu tiên Tần Quốc. Liêu quản sự cười đáp. Hy vọng là vậy. Thạch Xuyên nghe xong cũng không bình phẩm gì, chỉ bình thản nói một câu vô thưởng vô phạt. Hỏa Nguyên Tông có hai tòa thành trì. Trong sa mạc Hắc Phong, vì tranh chấp khoáng mạch nên từng có không ít lần tranh đấu với tông môn tu tiên Tần Quốc. Nếu lỡ đụng phải tu sĩ tông Tần Quốc ở đây, người khác có lẽ không có việc gì, nhưng y thì cực kỳ không ổn. Mấy vị đi đường vất vả, trước cứ ở đây nghỉ ngơi một lát, phủ thành chủ còn mời mấy vị đạo hữu nữa, cũng tập hợp ở chỗ này, bọn hắn hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tới. Liêu quản sự nói, Thạch Xuyên không nói gì thêm, bước tới bên cạnh ngồi xuống. Cố Tam Nương do dự một chút rồi cũng ngồi xếp bằng xuống chỗ cách Thạch Xuyên không xa. Tả Khinh Huy và Hoa Chi cùng đi qua một bên khác, chỉ có Thôi Vũ Nhiên và Liêu quản sự đứng nguyên tại chỗ, ta một câu người một lời chuyện phiếm với nhau. Chờ đợi mất hơn nửa ngày, khi trời về chiều hẳn mới thấy ở phía xa chân trời có ba đạo động quang bay nhanh vào hẻm núi rồi đáp xuống. Nhìn kỹ lại thì đó là hai nam, một nữ. Hai nam tử thân vận áo bào đỏ, thoạt nhìn dung mạo khá giống như... có vẻ là anh em ruột, tu vi đều đã đạt tới trúc cơ trung kỳ. Nữ tử kia nhìn qua khoảng 25, 26 tuổi, mi dài mũi thẳng dọc dừa, thân thể đẫy đà, da như mỡ đông, tựa như có thể bóp ra nước được. Đôi mắt nàng ta cũng ngập nước, hơn nửa còn nửa khép nửa mở, nhìn quét qua ai là như có thể câu mất hồn phách người ta vậy. Khí tức tỏa ra từ người nàng đã đạt tới trúc cơ hậu kỳ,
phục sức trên người có phần giống với Liêu quản sự. Nguyệt quản sự, ngươi cuối cùng cũng đến, chậm chút nữa e là hỏng mất việc lớn. Liêu quản sự hình như không ưa nữ tử đẫy đã, vừa thấy đã lạnh giọng nói. Xích Kim Ngô Công hoạt động ban ngày, đêm về hàng ổ nghỉ ngơi, còn chưa hết ngày, thời gian vẫn đủ. Nguyệt quản sự không tức giận, trái lại còn nở nụ cười xinh đẹp khiến nam tử ở đây đều ngây người. Hoa Chi đương nhiên bị nàng ảnh hưởng, còn Tả Khi Huy luyện hoán tâm quyết cũng đã có thành tựu nên cũng không bị nàng ảnh hưởng. Liêu quản sự nghe lời này xong lại lộ vẻ ngưng trọng. Liêu quản sự mời nhiều đạo hữu tới vậy sao? Không tệ, tiểu nữ tử Nguyệt Dung, việc hôm nay phải nhờ các vị đạo hữu ra sức rồi. Nguyệt Dung nhìn về phía mấy người do Liêu quản sự dẫn tới, yểu điệu thi lễ xong nói với ngữ điệu cho người ta cảm giác khách lấn chủ. Hẳn rồi, hẳn rồi. Thạch Xuyên nở nụ cười cởi ở, là người đầu tiên đáp lời. Nguyệt Dung hé miệng cười với Thạch Xuyên, xong liền đưa tay ngọc khẽ vẫy, tức thì trên mặt đất trước mặt xuất hiện một chiếc sa chu rộng lớn màu vàng. Chỗ này cách hang ổ Xích Kim Ngô Công không xa, bay trên trời có thể bị phát hiện, chúng ta cưỡi thuyền này đi qua đi. Nguyệt Dung vừa nói vừa bước lên sa chu, những người khác thấy thế cũng nhảy lên theo. Thạch Xuyên có vẻ bị dung mạo xinh đẹp của Nguyệt Dung thu hút, vừa lên sa chu liền chủ động bắt chuyện với Nguyệt Dung. Nguyệt Dung vừa trò chuyện cùng Thạch Xuyên, vừa điều khiển sa chu chậm rãi tiến lên, tốc độ càng, lúc càng nhanh, so với phi độn cũng không kém bao nhiêu, chẳng mấy chốc đã tới chỗ cạnh một núi đá nhỏ. Hang ổ cặp Xích Kim Ngô Công kia ở ngay dưới núi đá này, cả hai con yêu thú này đã mở linh trí từ lâu. Giác quan lại rất nhạy bén, các vị đạo hữu đừng tùy tiện triển khai thần thức, tránh để bọn chúng phát hiện. Nguyệt Dung truyền âm nói, cả đám nhao nhao gật đầu. Nguyệt Dung điều khiển sa chu rừng ở một chỗ kín đáo gần đó, lấy ra một bộ trận kỳ trận bàn màu vàng rồi nhanh chóng bố trí trên mặt đất, thủ pháp của nàng thành thạo giống như một trận pháp sư. Đây là hậu thổ nhị tướng trận. Nhìn một hồi, Tả Khinh Huy cuối cũng đã nhận ra lai lịch bộ trận pháp này. Ồ, Tả đại hữu cũng hiểu trận pháp. Nguyệt Dung ngoảnh đầu nhìn lại, cười một tiếng. Hiểu thì không dám nói, chỉ là có đọc qua chút ít. Tả Khinh Huy trầm tĩnh đáp, tựa như không hề thấy đôi mắt câu hồn đoạt phách của Nguyệt Dung. Nguyệt Dung trong mắt lờ mờ hiện lên nét kinh ngạc, song cũng không quá bận tâm mà tiếp tục cúi đầu bày trận, rất nhanh đã xong xuôi. Nguyệt cô nương hảo thủ đoạn, có hậu thổ nhị tướng trận này là hậu thuẫn, hai con Xích Kim Ngô Công có lợi hại hơn nữa cũng không uy hiếp được chúng ta. Thạch Xuyên nịnh nọt, Thạch đạo hữu quá khen. Nguyệt Dung nở nụ cười xinh đẹp, khách sáo đáp. Pháp trận đã bố trí xong, tiếp sau đâu chúng ta theo kế hoạch đã bàn bạc, chia hai đường hành động. Ta cùng Thôi đạo hữu, Vương thị huynh đệ đi dụ Xích Kim Ngô Công tới đây, các ngươi chờ ở đây tiếp ứng. Liêu quản sự mở miệng phân công, dụ Xích Kim Ngô Công tương đối nguy hiểm, Liêu lão người. Thấy Liêu quản sự chủ động xin đi, Nguyệt Dung không khỏi có chút bất ngờ, do dự nói. Luận điều khiển hậu thổ nhị tướng trận thì ta vẫn kém ngươi, ngươi tới điều khiển trận này thì tốt hơn. Thôi đạo hữu có một kiện pháp khi độn địa. Vương thị huynh đệ tu luyện công pháp thuộc tính thổ, cũng am hiệu thuật hợp kích, bốn người chúng ta đi là phù hợp nhất. Liêu quản sự giải thích. Liêu lão nói phải, vậy việc này xin phiền các ngươi. Nguyệt Dung chậm rãi nói. Liêu quản sự không nói gì thêm, chào hỏi ba người khác xong liền di chuyển về phía ngọn núi đá nhỏ. Nguyệt Dung bấm niệm pháp quyết kích phát trận pháp, tức thì một tầng ánh sáng màu vàng đất tràn ra bao bọc mọi người vào bên trong. Ánh sáng vàng của pháp trận tiệp cùng màu cát xung quanh nên nhìn qua rất khó để phát hiện, hơn nữa nó còn không tỏa ra chút khí tức nào. Cả đám bên trong không cách nào dùng thần thức tra xét tình hình bên ngoài, chỉ có Nguyệt Dung nhắm hai mắt, tựa như đang thông qua trận pháp để cảm ứng tình huống bên ngoài. Thời gian từng phút trôi qua, thoáng cái đã qua một khắc đồng hồ. Tới rồi, mọi người chuẩn bị. Nguyệt Dung mở to hai mắt, nói. Đám người trong trận nghe thế vui mừng, nhất tề tế pháp khí của mình lên, đồng thời phóng cả tầm mắt lẫn thần thức ra, dàn trận sẵn sàng chiến đấu. Các bạn đang nghe truyện Tiên Giả của tác giả Vong Ngữ tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 319, Danh môn Sa đạo. Sau thời gian mấy nhịp thở, Nguyệt Dung lấy ra một mặt trận kỳ màu vàng, đưa lên phẩy mấy cái về một hướng nào đó. Hậu thổ nhị tướng trận đột nhiên tách ra, để lộ tình hình bên ngoài.
Liêu quản sự và cặp huynh đệ mặc áo bào đỏ kia mỗi bên điều khiển pháp khí phi hành của mình bay từ phía ngọn núi đá nhỏ kia qua bên này. Trên thân cả ba người đều lờ mờ có dấu máu, trông như bị thương không nhẹ, nhất là Liêu quản sự thân hình còn có vẻ hơi bất ổn, trong khi Thôi Vũ Nhiên thì không thấy đâu. Ở phía sau ba người, một đám cát bụi bốc cao đang dí sát không buông, bên trong còn thấy có ánh vàng kim chớp động. Ngay khi ba người và đám bụi mù kia tới gần hậu thổ nhị tướng trận, lên. Nguyệt Dung hé miệng kêu lên một tiếng yêu kiều, đồng thời tế ra một pháp khí dạng đinh màu bạc, đánh vào trong đám bụi. Những người trong trận, bao gồm cả Tả Khinh Huy và Hoa Chi cũng nhất tề xuất thủ, các loại pháp khu hung hăng đánh tới. Chỉ nháy mắt đã đánh tan đám bụi, để lộ ra một con rết dữ tợn thân to như thùng nước, dài tới 7-8 trượng. Con vật này như được đúc từ vàng ròng, mỗi đốt trên thân đều lập lòe phát sáng. Trăm cái chân sắc bén hung hãn xẹt trên mặt đất bắn ra đầy những hoa lửa kèm âm thanh ầm ầm chấn động. Keng keng keng, pháp khí của mọi người cùng đánh lên xích kim ngô công, hoa lửa bắn tứ tung nhưng gần như chẳng gây được chút thương tích nào cho nó, nhiều nhất cũng chỉ để lại mấy vết xước. Xích kim ngô công bị đánh có vẻ đau đớn, lập tức bỏ qua đám Liêu quản sự, đổi hướng nhào tới phía đám người Hoa Chi, đoạn há mồm phun ra một đám xương độc màu xanh sẫm. Khi pháp khí từ phía đối diện lao tới vừa tiếp xúc với xương độc, tất cả cùng nghiêng trái lệch phải. Hơn nữa bề mặt còn bị phủ một tầng màu xanh sẫm, linh tính gần như mất hết, nhất loạt rơi xuống dưới khiến ai nấy cũng phải giật mình. Tuyệt đối đừng để xương độc này tiếp xúc với cơ thể. Nguyệt Dung trầm giọng nói, đồng thời thúc giục lệnh kỳ màu vàng trong tay. Quanh đó lại nổi lên những tiếng ầm ầm, hào quang màu vàng một lần nữa xuất hiện, hình thành một màn sáng khá dày màu vàng. Xương độc xanh sẫm rơi lên trên màn sáng, phát ra một hồi những tiếng rào rào nghe như thủy triều vỗ vào đá ngầm, sương mù quay cuồng một nhịp rồi lan tràn ra khắp bốn phía. Nhưng không chờ mọi người kịp thở ra một hơi, bóng dáng Liêu quản sự đã xuất hiện bên trên hậu thổ nhị tướng trận, hơn nữa thân hình đã không còn vẻ lảo đảo như trước. Chỉ thấy gã phất tay ném ra mấy trận kỳ màu vàng. Những trận kỳ này lóe lên rồi bay lơ lửng xung quanh hậu thổ nhị tướng trận, bày ra một hàng ngũ cổ quái. Sau một loạt pháp quyết lóe lên rồi biến mất rơi lên những trận kỳ này. Những trận kỳ này sau khi lắc một cái liền tỏa hào quang lập lòe đủ màu sắc. Ngay sau đó, từng tia sáng từ trên trận kỳ bắn ra, liên kết lại với nhau, hình thành một trận pháp cổ quái, gắn hậu thổ nhị tướng trận vào nó. Mấy đạo linh quang đủ loại màu sắc từ trong trận pháp cổ quái rơi xuống các nơi trên hậu thổ nhị tướng trận, màn sáng màu vàng lập tức run rẩy dữ dội, bắt đầu có xu thế sụp đổ. Liêu Trung, ngươi đang làm cái quái gì vậy? Nguyệt Dung vừa kinh ngạc, vừa sợ hãi, vội vung tay áo ném nhanh 7-8 trận kỳ tới các nơi trên trận pháp. Nguyệt đạo hữu cẩn thận dưới chân, mau lùi lại. Tả Khinh Huy đột nhiên lớn tiếng quát, đồng thời trong tay y có thêm một ống tròn màu đỏ máu, nhắm xuống mặt đất phía sau lưng bắn ra một viên đạn màu máu to bằng quả trứng gà. Nhưng mà mặt đất nơi đó hoàn toàn trống không, trong khi đó, 7-8 cây hắc châm đã nhanh hơn một bước, đánh lên hai chân Nguyệt Dung. Nguyệt Dung kêu lên đau đớn, ngồi sụp xuống đất, chỗ trận kỳ vừa ném ra tắt hẳn linh quang, đồng loạt rơi xuống đất. Gần như cùng lúc đó, dưới mặt đất chỗ viên đạn đỏ máu bắn tới chợt nghe có tiếng hét thảm truyền ra. Lúc này đây, hậu thổ nhị tướng trận đã hoàn toàn sụp đổ, xích kim ngô công một lần nữa phun ra một đám xương độc thế như che trời cuốn tới, bao trùm thân ảnh cả năm người. Theo thanh âm tức giận của Nguyệt Dung từ trong làn xương độc truyền ra, ba cột sáng vàng từ ba điểm của một hình tam giác bắn ra. Ngay tiếp đó, một luồng sáng lớn màu vàng từ mặt đất phóng ra ra, bốc lên một đợt gió lốc mạnh mẽ, chỉ trong khoảnh khắc đã quét tan toàn bộ đám xương độc. Hình tích của năm người trong trận hiện ra, khí tức ai nấy đều cực kỳ uể oải, những nơi lộ ra như gương mặt. Cánh tay xuất hiện những ban độc, hiển nhiên là tất cả đều đã trúng độc của xích kim ngô công. Nguyệt Dung là thảm nhất, trên hai chân còn có thêm 7-8 lỗ kim đen xì, kịch độc màu đen cấp tốc lan tràn. Nhưng tâm tính nàng quả thực cứng cỏi, tới giờ vẫn cắn răng đứng đó. Trong khi đó ở xung quanh năm người, chẳng biết từ lúc nào xuất hiện 7-8 tên tu sĩ, tất cả đều là trúc cơ kỳ. Thân vận phục sức màu vàng, vây bọn họ vào giữa, đồng thời còn đang dùng ánh mắt châm chọc nhìn bọn họ. Liêu quản sự, Vương thị huynh đệ và cả Thôi Vũ Nhiên thì đứng bên ngoài vòng vây, rõ ràng là cùng một bọn với đám người áo vàng này. Tay phải Thôi Vũ Nhiên bị chém đứt tận sát vai, vết thương bằng phẳng, hiển nhiên là do y tự chặt đứt.
Y lúc này đang nhìn Tả Khinh Huy bằng con mắt tràn đầy vẻ oán độc, pha lẫn chút sợ hãi. Khi ở dưới lòng đất, tay phải y bị viên đạn đỏ máu đánh trúng. Cánh tay lập tức giữa nát với tốc độ kinh người, nếu không phải y phản ứng nhanh, kịp thời chém đứt tay thì e là giờ này cả người đã biến thành bùn máu. Thanh niên tóc đỏ họ Văn cũng ở trong đám này, gã đưa mắt nhìn một lượt năm người trong trận giống như đang tìm kiếm gì đó, nhưng cuối cùng vẫn là thất vọng thu ánh mắt lại. Đám người Nguyệt Dung lúc này lòng nặng trĩu, tới giờ dù có là ai thì cũng đều rõ, bọn họ đã rơi vào mưu kế của kẻ khác. Tả Khinh Huy lại không tỏ ra lo lắng như bọn họ, bởi Hoa Chi đã âm thầm phóng một nhánh dây leo mảnh nhỏ chạy dưới lòng đất, hấp thu chất độc trong người y. Độc ban trên người y nhanh chóng biến mất, chỉ để lại những độc ban ở chỗ hở như gương mặt, bàn tay nhằm đánh lừa đối phương. Tả Khinh Huy đưa mắt nhìn đám người áo vàng một lượt, cuối cùng nhìn lên thân Xích Kim Ngô Công. Xích Kim Ngô Công nằm phủ lục một bên, không những không tranh đấu với những người áo vàng kia, trái lại còn cho cảm giác như nó đang liên thủ với họ vậy. Trên một cồn cát cách đó hơn trăm dặm, một bóng người màu vàng lẳng lặng ngồi xếp bằng. Người này chính là Viên Minh. Hắn mặc một bộ trường bào màu vàng có mũ trùm, bên trên trường bào phủ đầy những hình vảy giáp, mọi khí tức hắn phát ra đều được trường bào che đậy. Trường bào này là thứ hắn chế từ da của một loại hoàng tiên tích, có công hiệu che giấu khí tức, dù không bằng áo choàng xám do Tịch Ảnh tặng nhưng hiệu quả cũng rất khá. Hắn vốn định để cho Tả Khinh Huy và Hoa Chi theo người phủ thành chủ đi săn giết Xích Kim Ngô Công, còn hắn thì theo sau. Tìm cơ hội cướp thi thể Xích Kim Ngô Công, không ngờ mọi việc lại đổi hướng, biến thành cục diện hiện giờ. Xem ra nhiệm vụ này từ đầu tới cuối đều là một âm mưu, cũng may đúng thật là có một con Xích Kim Ngô Công. Viên Minh thầm nghĩ, hắn phóng người lên, tế ra Bạch Ngọc Phi Toa, bay thẳng về phía ngọn núi đá nhỏ. Liêu Trung, rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Nguyệt Dung nhìn về phía Liêu quản sự, lạnh lùng hỏi. Liễu quản sự mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, giống như không nghe thấy Nguyệt Dung hỏi. Từ lâu đã nghe phủ thành chủ hãm xa thành có một vị quản sự họ Nguyệt trời sinh mỹ cốt, phong tao Liêu Nhân, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không giả. Các huynh đệ, hôm nay chúng ta có phúc rồi. Một nam tử lớn bước lên trước đám người, đưa ánh mắt lộ rõ vẻ dâm tục nhìn khắp người Nguyệt Dung. Gã này mặt dài miệng rộng, cực kỳ xấu xí, kỳ lạ nhất là trên trán còn mọc ra một cái sừng màu vàng, tu vi không ngờ đã đạt tới trúc cơ hậu kỳ. Những tu sĩ áo vàng khác cười vang một hồi, ánh mắt đều hao háo nhìn Nguyệt Dung như thể hận không thể ánh mắt lột hết áo quần trên người nàng ra. Thạch Xuyên tuy trong lòng giận dữ nhưng không dám nói gì. Các vị là ai? Hãm Sa Thành chúng ta tuy chỉ là địa phương nhỏ, nhưng nhiệm vụ lần này là làm cho Ngũ Lôi Tông, các vị chớ có phạm sai lầm. Nguyệt Dung lại tỏ vẻ vô cùng bình tĩnh, tựa như không nghe thấy những lời lẽ bẩn thỉu từ phía đối diện. Ngũ Lôi Tông. Tu sĩ Triệu Quốc các ngươi e ngại cái tên này, nhưng với người Tần Quốc bọn ta mà nói, nó chẳng đáng một xu. Nam tử mọc sừng khinh thường đáp. Nghe vậy, đôi mi thanh tú của Nguyệt Dung nhíu lại, dù là trong giới tu tiên Tần Quốc thì Ngũ Lôi Tông vẫn có uy danh hiển hách, dẫu có là tà tu đạo phỉ vô. Pháp Vô Thiên cũng tuyệt đối không dám ăn nói lỗ mãng như vậy. Những người này lại chẳng để Ngũ Lôi Tông vào mắt, không biết rốt cuộc lai lịch thế nào. Các vị đạo hữu, nếu ta đoán không lầm thì những người này hẳn là đệ tử Quy Nguyên Tông Tần Quốc. Tiếng Cố Tam Nương vang lên bên tai bốn người. Quy Nguyên Tông, Nguyệt Dung và Thạch Xuyên trong lòng run lên, Tả Khinh Huy cũng hơi chớp chớp mắt. Quy Nguyên Tông là đệ nhất tông môn Tần Quốc, cũng là thế lực tu tiên của Tần Quốc xưng hùng xưng bá ở sa mạc Hắc Phong này. Bất kể là thực hay thế lực đều không thua kém Ngũ Lôi Tông Triệu Quốc. Cố đạo hữu làm sao nhìn ra được? Nguyệt Dung vận thần thức liên hệ, bao phủ năm người lại. Quy Nguyên Tông am hiểu thuật hợp kích, môn quy xâm nghiêm, đẳng cấp phân chia rõ ràng, đệ tử dũng mãnh thiện chiến, nổi tiếng là kỷ luật nghiêm minh. Ta từng đánh với đệ tử Quy Nguyên Tông, vị trí đứng của những người này thoạt nhìn lộn xộn, kỳ thực ẩn chứa huyền cơ, rất giống với hợp kích chiến trận của Quy Nguyên Tông. Nghe vậy, Tả Khinh Huy bèn đưa mắt quan sát đám tu sĩ áo vàng kia, phát hiện đám người này thoạt nhìn đứng có vẻ lộn xộn không theo quy luật nào. Những thực tế lại hàm ẩn một loại huyền cơ nào đó, khí tức mấy người lờ mờ nối liền tới nhau, thực đúng là giống một loại thần thông hợp kích nào đó. Như vậy xem ra, đám người này khả năng cao chính là đệ tử Quy Nguyên Tông. Nhưng Tả Khinh Huy cũng chẳng để tâm tới điều này, đám này là đệ tử Quy Nguyên Tông cũng tốt, đệ tử Ngũ Lôi Tông cũng được. Với y mà nói đều như nhau,
Mục đích của y chỉ có con Xích Kim Ngô Công kia mà thôi. Hóa ra các vị là đệ tử Quy Nguyên Tông, bảo sao không để Ngũ Lôi Tông vào trong mắt, có điều cao đồ Quy Nguyên Tông từ lúc nào lại biến thành xa đạo. Việc này nếu truyền ra ngoài, không biết các tiền bối cao tăng của Quy Nguyên Tông sẽ có cảm nghĩ gì. Tạ Khinh Huy bước lên trước một bước, ung dung bình thản nói, mấy người Nguyệt Dung nhất tể biến sắc. Tạ Khinh Huy huyệt toẹt thân phận những người này, chẳng phải là đang ép đối phương giết người diệt khẩu sao. Họ Tả, ngươi muốn chết cũng đừng kéo chúng ta theo. Thạch Xuyên giận dữ truyền âm. Ba vị đừng hoảng, chỉ cần nghe lời Tả Mổ, ta tự có thủ đoạn giúp các người chạy trốn, Tả Mổ trước loại trừ kịch độc trong người giúp các người. Tiếng Tả Khinh Huy vang lên bên tai ba người. Đám Nguyệt Dung khẽ giật mình, ngay sau đó chợt thấy dưới bàn chân hơi nhói giống như có vật sắc nhọn đâm vào. Kịch độc trong cơ thể ba người tụ xuống dưới bàn chân rồi nhanh chóng bị hút đi. Nhất là Nguyệt Dung, chẳng những độc rết trong người được hút đi, mà kịch độc của độc châm ở hai chân cũng cấp tốc biến mất. Thân thể nhanh chóng khôi phục, hữu hiệu còn hơn ăn bất cứ loại linh đan giải độc nào. Ha ha, không ngờ đường đường đệ tử Quy Nguyên Tông lại biến thành đạo tắc, buồn cười quá. Nguyệt Dung cảm thấy kinh hỉ, trên mặt lộ vẻ trào phúng, khẽ cười nói, ồ, vậy mà. Lại nhận ra lai lịch bọn ta, vậy thì càng không thể tha các ngươi, động thủ. Nam tử mọc sừng sầm mặt, phất tay ra lệnh. Tu sĩ áo vàng quanh đó cùng cất bước tiến lại gần. Ta khuyên các vị tốt nhất là không nên tới gần đây, vị đồng bạn này của ta tu luyện độc công tà môn. Một khi thi triển ra sẽ khiến phương viên trăm trượng xung quanh sinh linh đồ thán, các vị chẳng lẽ không phát hiện mùi trong không khí không giống lúc trước sao? Tả Khinh Huy chỉ Hoa Chi ăn mặc kín mít bên cạnh. Cười nói, không ổn, mau lùi lại. Nam tử mọc sừng nghe vậy sững người, mũi ngửi được một mùi thơm thoang thoảng, mặt mày lập tức biến sắc, nhanh chóng lùi về phía sau. Thấy cảnh này, những người khác mặc kệ có ngửi được mùi thơm hay không, tất cả đều bay nhanh về sau. Chương 320, cấu kết. Chạy đi đâu? Nguyệt Dung nâng hai tay bấm niệm pháp quyết. Phần sót lại của hậu thổ nhị tướng trận trên mặt đất dưới chân nàng bừng lên ánh sáng vàng chói mắt, hình thành một vòng ánh sáng to lớn, chụp lấy nam tử mọc sừng và một lão giả cao gần đứng cạnh gã. Cùng lúc đó, cô Tam Nương cũng tế ra một cây búa nhỏ màu vàng kim. Búa nhỏ lập tức biến ra ảo ảnh một cây búa to gần một trượng, bổ thẳng xuống đầu nam tử mọc sừng. Nam tử mọc sừng quay phát người, vung tay áo lên, tức thì một cây cờ nhỏ màu xanh từ trong đó bay ra. Sau một thoáng đón gió, bỗng hóa lớn mấy trượng, vô số mây xanh từ đó xuất hiện, đẩy vòng ánh sáng vàng lên. Cái sừng trên trán gã cũng bắn ra một tia sáng vàng trực diện nghênh đón búa lớn màu vàng kim của Cố Tam Nương. Một tiếng keng vang lên, búa lớn màu vàng kim bị đánh bay, không những vậy, lưỡi búa sắc bén còn chuyển màu xám trắng, trông như nham thạch. Thần thông hóa đá, Cố Tam Nương dùng mình, vội vàng thu búa lại xem xét. Lão giả cao gầy dừng gấp người, tế ra một thanh dao ngắn đen bóng. Dao ngắn hóa thành một đạo hắc quang đánh về phía Cố Tam Nương. Nhưng đúng vào thời khắc này, ánh mắt lão giả đột nhiên trở nên mờ mịt, sau đó lập tức thanh tỉnh trở lại. Dao ngắn bất thình lình đổi hướng, đâm thẳng tới sau lưng nam tử mọc sừng. Nam tử mọc sừng kinh hãi phát giác, lập tức lướt ngang sang một bên, vừa vặn tránh thoát dao ngắn, đồng thời quanh người nổi lên một tầng hào quang màu vàng. Nhưng sau đó, gã chợt nghe một tiếng phốc nhỏ truyền đến, hào quang màu vàng bị xé rách, sau lưng lạnh buốt, nhìn lại chỉ thấy một cây thương ngắn đen bóng đã xuyên qua bụng gã kéo theo huyết quang lóe hiện. Tất cả những việc này xảy ra chỉ trong tích tắc, cộng thêm khoảng cách quá gần, dù cho nam tử mọc sừng có tu vi cao hơn lão giả cao gầy, cuối cùng vẫn không thể phòng bị được đòn tập kích này. Lâm Pha, ngươi làm cái quái gì vậy? Nam tử mọc sừng giận dữ. Cái sừng trên trán bắn ra một tia sáng vàng xuyên thủng lồng ngực lão giả, tóe ra một đóa hoa máu to bằng miệng bát, đồng thời da thịt quanh đó lập tức chuyển màu xám trắng như đá. Nhưng lão giả cao gầy lại như không có cảm giác, không lùi mà tiến tới, đồng thời trong tay còn thấy ánh sáng trắng lóe lên, ngay sau đó 7-8 tấm phù lục màu đỏ xuất hiện. Ánh đỏ lóe lên rồi vỡ vụn, tức thì 7-8 con hỏa điểu to bằng cái thớt lăng không thoát ra. Không ngờ mấy phù lục kia đều là phù lục cấp một bậc cao. Hỏa điểu như tên rời nỏ, hung hăng đánh lên người nam tử mọc sừng, kẻ đứng ngay sát đó khiến gã không cách nào tránh né. Tiếng nổ ầm ầm vang lên, nam tử mọc sừng bị ngọn lửa bao trùm,
Vương sư huynh. Những đệ tử Quy Nguyên Tông khác giờ mới kịp phản ứng, cùng kinh ngạc hô lên, lão giả cao gầy không ra tay tấn công nam tử mọc sừng nữa mà quay người, lao thẳng về phía Xích Kim Ngô Công. Ngăn Lâm Pha lại, tiếng nói yếu ớt của nam tử mọc sừng từ trong đám lửa hừng hực truyền ra. Những đệ tử Quy Nguyên Tông khác vốn đang chạy tới chỗ nam tử mọc sừng, nghe vậy cùng nhào về phía lão giả cao gầy. Nhưng mặt đất đằng trước mấy người đột nhiên nứt ra, thân ảnh Hoa Chi trồi lên, vung hai tay lên, từ trong tay áo phóng ra hai nhánh dây leo dài với vô số đóa hoa màu tím bên trên. Hai nhánh dây leo như hai cây trường tiến quét ngang tới chỗ đám người. Mùi thơm tỏa ra, tu sĩ Quy Nguyên Tông vừa tới gần lập tức cảm giác cả người bủn rủn, nhớ tới lời Tả Khinh Huy vừa nói khi nãy liền cuống cuồng tránh né như thấy rắn rết. Liêu quản sự, Vương thị huynh đệ và Thôi Vũ Nhiên cũng định tới nhưng nhất thời bị Nguyệt Dung, Thạch Xuyên, Tả Khinh Huy và Cố Tam Nương kéo chân. Trên khoảng không giữa hai bên lúc này, các loại pháp khí, pháp thuật đang va chạm dữ dội, ánh lửa chói mắt chiếu ra, đám người Liêu quản sự có lòng cũng chỉ có thể chấp nhận tạm thời bị ngăn ở một bên. Lão già cao gầy lúc này đã nhào tới trước người Xích Kim Ngô Công, điều khiển dao ngắn đen bóng đâm tới một con mắt của nó. Xích Kim Ngô Công giận dữ, há mồm phun ra một đám xương độc xanh sẫm trùm kín người lão già cao gầy. Lão già cao gầy không tránh không né, thân thể lập tức giữa nát, cắm đầu ngã xuống đất. Trông thấy cảnh này, tất cả những người ở đây đều giật mình, đệ tử Quy Nguyên Tông trong lòng run lên. Ngọn lửa quanh thân nam tử mọc sừng đã tắt, gã ngồi bệt xuống đất, nửa người cháy đen nhưng tính mạng không lo. Kim Ngô tướng quân, giết hết những người kia đi, không chừa lại tên nào. Nam tử mọc sừng lấy ra một tấm phù lục màu xanh biếc, dán nó lên vết thương sau lưng, chậm rãi đứng dậy rồi lạnh giọng nói. Xích Kim Ngô Công trong mắt thoáng hiện lên nét khác thường nhưng lập tức khôi phục như thường, tiếp đó đưa toàn bộ thân hình khổng lồ bay nhào về phía đám người Tả Khinh Huy, Nguyệt Dung. Những tu sĩ Quy Nguyên Tông thì nhao nhao lấy đan dược giải độc ra ngậm trong miệng, đồng thời lôi mặt nạ ra bảo vệ mũi miệng rồi theo sát đằng sau Xích Kim Ngô Công, vây đánh đám Nguyệt Dung. Vẻ sợ hãi nổi lên trong mắt Thạch Xuyên, y bất thình lình thoát ra khỏi chiến đoàn, tế ra một thanh phi kiếm màu đỏ lửa, nâng người y bay lên. Phi kiếm hóa thành một đường cầu vồng màu đỏ, chỉ chớp mắt đã bay xa mấy chục trượng, thật không ngờ y lâm trận lại định chạy trốn. Cố Tam Nương thấy cảnh này không nhịn được mắng to, Nguyệt Dung cũng cau mày khó chịu. Không cần để ý hắn, hai vị đạo hữu chuẩn bị sẵn sàng rút lui đi. Giọng nói có phần hờ hững của Tả Khinh Huy truyền tới khiến Nguyệt Dung lẫn Cố Tam Nương cùng sững sờ. Y vừa dứt lời, dị biến bất ngờ xảy ra. Xích Kim Ngô Công vốn đang nhào về phía Nguyệt Dung lại đột nhiên bẻ hướng, lao thẳng về phía đám người Liêu quản sự, đồng thời há mồm phun ra một đám xương độc xanh sẫm. Bốn người Liêu quản sự vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức bị xương độc phủ kín, đau đớn kêu lên thảm thiết. Xích Kim Ngô Công thân hình nhanh như chớp lao vào trong làn xương độc. Cắn một cái vào Thôi Vũ Nhiên đang liều mạng chống cự xương độc, tiếp đó há miệng nuốt luôn y vào y như nuốt lão giả cao gầy khi nãy. Tiếp đấy, Xích Kim Ngô Công vặn người, quất cái đuôi to dài về phía đám người Quy Nguyên Tông. Mặt đất xung quanh đột nhiên nứt vỡ, từng nhánh dây leo thô to với đầy hoa độc màu tím bên trên vươn ra rồi cùng quất về phía tu sĩ Quy Nguyên Tông, một lần nữa đẩy lui bọn chúng. Nam tử mọc sừng thấy cảnh này giật mình, vội gọi Xích Kim Ngô Công nhưng gã có gọi thế nào nó cũng chẳng hề để ý tới. Thấy tình hình như vậy, Nguyệt Dung và Cố Tam Nương nửa mừng nửa lo. Đi mau. Tả Khinh Huy truyền âm cho hai nàng, đồng thời phất tay đánh ra hai đạo kim quang hình kiếm. Kim quang xẹt qua thân thể Nguyệt Dung và Cố Tam Nương, kéo ra hai con tiểu trùng thẳng đuỗn trong suốt, mảnh như sợi tóc. Cố Tam Nương mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên là không biết trên người các nàng từ lúc nào có thêm hai con tiểu trùng này. Tả đạo hữu, ngươi thì sao? Nguyệt Dung lộ vẻ cảm kích, truyền âm hỏi. Ta tự có cách thoát thân, các ngươi đi mau. Tả Khinh Huy thúc giục. Vậy xin đa tạ tả đạo hữu, đại ân hôm nay, ngày sau nhất định báo đáp. Nguyệt Dung không lôi thôi dài dòng, thi lễ với Tả Khinh Huy xong, lập tức tế ra một cái xe bay hình chim màu bạc. Hai nàng nhảy lên xe rồi liên thủ thôi động. Xe bay hình chim bắn vọt đi, hóa thành một vệt sáng bạc xông lên trời cao. Tả Khinh Huy nhoáng người một cái, chớp mắt sau đã xuất hiện bên cạnh Hoa Chi. Con Xích Kim Ngô Công kia nhanh chóng bơi tới, tức thì Tả Khinh Huy và Hoa Chi cùng nhảy lên lưng nó, đoạn phất tay đánh ra mấy tấm phù lục màu xanh, dán chúng lên thân Xích Kim Ngô Công.
Chỗ phù lục này đều là loại tăng tốc như khinh thân phù, tật phong phù. Xích Kim Ngô Công cơ thể trở nên nhẹ nhàng, trăm chân vận chuyển nhanh chóng, thân thể to dài hóa thành một dải sáng vàng kim lướt đi với tốc độ không kém xe bay của Nguyệt Dung bao nhiêu. Tất cả những hành động này xảy ra vô cùng mau lẹ, chỉ trong chớp mắt đám người Tả Khinh Huy đã chạy hết đi. Đáng chết, không cần quan tâm những kẻ khác, mau đuổi. Theo Xích Kim Ngô Công, nam tử mọc sừng lo lắng hét lớn. Nhưng đúng vào lúc này, trong khoảng không xung quanh đó đột nhiên xuất hiện một mảng lớn xương trắng dày đặc. Chỉ sau chớp mắt, xương trắng đã khuếch tán ra khắp bốn phía xung quanh khiến lực lượng thần thức không thể nào tỏa ra được. Cả bọn mới bị những thủ đoạn kỳ dị của Tả Khinh Huy làm cho kinh hồn bạt vía, thấy cảnh này chỉ lo tiếp tục rơi vào mai phục, vô thức dừng người lại. Không được dừng lại, nếu Xích Kim Ngô Công cũng bị chúng cướp đi, chúng ta cũng đừng hòng sống, mau đuổi theo. Bất chấp vết thương vừa cầm máu, nam tử mọc sừng xung phong dẫn đầu truy đuổi. Những người khác thấy vậy cũng cắn răng đuổi theo, không ngờ đúng thật là không gặp nguy hiểm gì, chỉ phút chốc đã ra khỏi vùng xương trắng. Nhưng chỉ một thoáng trì hoãn này thôi mà bóng dáng Xích Kim Ngô Công đã biến mất không còn thấy đâu, thậm chí trên mặt đất cũng chẳng có chút dấu tích nào. Xích Kim Ngô Công không biết bay, sao lại không có vết tích? Chẳng lẽ đã bị chúng bỏ vào trong túi linh thú? Chuyện này không thể nào nha. Nam tử mọc sừng trong mắt lộ vẻ khó có thể tin. Phương sư huynh, giờ chúng ta làm sao? Một nam tử mặt chữ điền đứng bên cạnh lộ vẻ kinh hoàng, nhìn nam tử mọc sừng, hỏi. Bọn họ hôm nay tới đây là vì phụng lệnh ai đó, đi bắt đám tu sĩ hãm xa thành, nhưng giờ mục tiêu chạy thoát hết trong khi bọn họ tổn thất ba người. Xích Kim Ngô Công cũng bị kẻ địch dùng thủ đoạn quỷ dị khống chế mang đi, nếu bọn họ cứ vậy quay về, nhất định sẽ chết rất khó coi. Những người khác cũng đưa mắt nhìn nam tử mọc sừng, nhưng lúc này gã cũng chẳng nghĩ ra được ý gì hay. Liêu quản sự và Vương thị huynh đệ cũng bay tới, trên người bọn họ phủ đầy ban độc, trong mắt đều hiện lên vẻ kinh hoàng sống sót sau tai nạn. Nam tử mọc sừng đảo mắt nhìn qua ba người rồi không để ý tới nữa. Yên ti trùng của ta còn có một con bám trên người tiểu tử dâu hùm hỏa nguyên tông. Một nữ tu dáng lùn đứng bên cạnh đột nhiên nói. Đuổi theo, bất kể thế nào cũng phải bắt được tên này. Nam tử mọc sừng quả quyết ra lệnh. Thanh niên tóc đỏ tế ra một phi thuyền màu trắng, chở cả đám xe gió phóng về phía trước, đuổi theo hướng Thạch Xuyên chạy trốn. Đợi đám nam tử mọc sừng rời đi hết, mặt đất hơi nhộn nhạo, tình trạng đất cát đại biến, để lộ ra hai hàng dấu chân rết chạy qua. Cách đó không xa, mặt đất đột nhiên nứt vỡ, Xích Kim Ngô Công từ đó chậm rãi chui ra. Cùng với đó, một vầng hào quang màu vàng xuất hiện trên cát, hào quang tắt đi, thân ảnh Viên Minh, Hoa Chi và Tả Khinh Huy nhoáng cái hiện ra. Chủ nhân, ngài đã tới đây rồi, muốn lấy mạng đám người kia thì dễ như trở bàn tay, sao lại thả bọn chúng đi? Hoa Chi nhìn Viên Minh, khó hiểu hỏi, giết hết đám đệ tử Quy Nguyên Tông kia cũng chẳng ảnh hưởng gì. Chỉ là ta không có thời gian thu dọn tàn cuộc. Mục tiêu của ta là Xích Kim Ngô Công, bắt được nó là đủ rồi. Viên Minh thản nhiên đáp, xong liền quay người sang phía Xích Kim Ngô Công. Xích Kim Ngô Công ngoác miệng phun ra hai người, chính là lão giả cao gầy và Thôi Vũ Nhiên. Viên Minh còn có việc cần hỏi hai người nên chưa điều khiển Xích Kim Ngô Công dùng dịch độc hòa tan bọn họ, trái lại trong lòng còn nghĩ cách rút kịch động trong người bọn họ. Hai người lúc này vẫn còn sống nhưng khí tức vô cùng yếu. Viên Minh bước đến bên cạnh Thôi Vũ Nhiên, đặt bàn tay lên đầu gã rồi bắt đầu thi triển thần thông siêu hồn. Thôi Vũ Nhiên rõ ràng đã cấu kết với những người này từ trước, trao đổi hội hôm qua chính là do âm mưu do y lập ra. Như vậy những điều mà y nói trong trao đổi hội hôm qua rất có thể chỉ là giả dối. Việc can hệ tới kết đan, hắn nhất định phải biết rõ hai phương pháp kia rốt cuộc là thật hay giả. Lòng bàn tay Viên Minh phóng ra từng tia hắc quang, chẳng mấy chốc đã tìm được đoạn ký ức về hai bí pháp kết đan kia, lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Dựa theo ký ức của Thôi Vũ Nhiên mà phán đoán, cả hai phương pháp kia không ngờ đều là thật, chỉ có điều nội dung Di Hoa Tiếp Mộc Đại Pháp bị thiếu khuyết rất nhiều. Môn bí pháp này đúng là lấy được từ trên một cái xác trong sa mạc, nhưng cũng không phải y ngẫu nhiên tìm được mà là có được từ tay tu sĩ Quy Nguyên Tông. Thôi Vũ Nhiên từ lâu đã cấu kết với tu sĩ Quy Nguyên Tông. Chỉ là không biết vì sao đám tu sĩ Quy Nguyên Tông kia lại liên tục phục kích khắp nơi trong sa mạc Hắc Phong để bắt tu sĩ, mà chủ yếu là bắt tu sĩ trúc cơ. Sa mạc Hắc Phong vốn là nơi hỗn loạn vô chủ, tu sĩ mất tích là chuyện thường ngày,
thế nên dù có người không may gặp nạn thì cũng chẳng khiến ai để tâm. Mấy năm trước, trong lúc nghèo rớt mồng tới, Thôi Vũ Nhiên vô tình gia nhập dưới trướng bọn họ. Người này thực lực bình thường nhưng khéo ăn khéo nói, trước giờ đối nhân xử thế lại có tiếng nghĩa hiệp. Sau khi có được lòng tin liền dùng các loại dụ hoặc, dẫn tu sĩ vào trong sa mạc Hắc Phong giao cho người Quy Nguyên Tông, từ đó kiếm bộn. Ngay như hôm nay đâu, nếu không phải Viên Minh can thiệp vào, đối phương chắc chắn đã đắc thủ rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 32 của bộ truyện Tiên Giả của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.